Cười lời chào buổi tối tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Tuấn và tác giả Kiến Lương và một khoảng thời gian khá lâu rồi thì hôm nay Mạnh Tuấn mới có chuyện gửi về cho kênh. Chúng ta cùng đón nghe xem câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào nhé. Anh ơi, anh ơi, cứu em, cứu Bin trong cơn mê man của giấc ngủ tôi đầm mờ nghe thấy giọng của thùy nó làm tôi tỉnh giấc trong phòng ngủ quen thuộc của tôi bây giờ mọi thứ đều tối tăm ảm đạm ánh sáng đèn đường leo lắt cũng không thể soi sáng mọi ngóc ngách mà càng làm nó thêm phần mờ ảo tôi mắt nhắm mắt mở liếc nhìn xung quanh vẫn không có gì thay đổi mọi thứ vẫn vậy tôi sợ qua điện thoại vừa hay lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Tôi ngẩng đầu, thở dài một hơi rồi cuốn lấy tấm chăn dày nằm xuống. Thùy từng là người yêu cũ của tôi. Hai đứa quen nhau qua mạng được một năm rồi bắt đầu tìm hiểu, gặp gỡ ngoài đời. Tình yêu chúng tôi kéo dài được hai năm rưỡi rồi cô ấy đi du học ở Mỹ. Trong thời gian ấy, chúng tôi vẫn hy vọng tình yêu này sẽ đúc kết thành quả khi gặp lại nhau. Nhưng khi Thủy qua đó được vài tháng thì tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Mới đấy cũng đã 4 năm trôi qua, cuộc sống cũng ổn định hơn. Nhưng mà chẳng hiểu vì sao, cách đêm một tuần, trong mọi giấc ngủ của tôi lại thường mơ thấy Thủy và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đại loại là cô ấy gọi tôi cứu cô ấy, rồi cứu bin nào nữa mà tôi chẳng biết. Tại sao ư? Ừ? Tôi cũng không biết nhưng chuyện này nó lạ lắm tại sao thì tôi lại chẳng thể nào giải thích được nhưng trong giấc mơ tôi thấy bản thân mình lạ lắm cái cảm giác sợ hãi cứ bùa vây lấy tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu vẫn như mọi hôm tôi vẫn dậy sớm như bình thường bởi vì tôi làm giám sát công trình nên phải đến sớm để chỉ đạo thợ làm đêm qua tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người lắc đầu một cái Tôi trở vào thay quần trong của mình Vệ sinh cá nhân xong thì đi đến công trường đang thi công Mọi chuyện diễn ra trong giấc mơ đêm qua cũng tạm gác lại Chỗ tôi giám sát thi công thuộc một ngân hàng tư nhân Bây giờ đã đi vào giai đoạn hoàn thiện Chỉ chờ sơn bà và ốp gạch trang trí nữa là xong Hôm nay có một đội thợ sơn đến Họ nhận làm Trần Thạch Cao qua chủ thầu xây dựng Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường Đến khi tôi gặp được một người quen, người này tên là Thắng, anh ấy là anh họ của Thủy. Tuy đã gặp nhau mới có một hai lần, nhưng trí nhớ của tôi tốt nên nhìn cái là đã nhận ra ngay. Thắng chạc tuổi tôi, năm nay mới 29 tuổi, nhưng nhìn Thắng già đi trước tuổi do bôn ba nhiều. Tôi thấy Thắng đi cùng đội thợ sơn này, lại mấy hôm nay thường xuyên mơ thấy Thủy nên vội vã lại bắt chuyện. Lúc này Thắng đang bê mấy bì bột chét tường lên trên tầng Tôi chạy theo sau gọi tên Anh Thắng Anh Thắng phải không Anh ấy quay đầu nhìn tôi Nhưng có vẻ vẫn chưa nhận ra Anh là Tôi mỉm cười Tháo cái mũ bảo hộ trên đầu xuống Là tôi đây Tuấn đây Thắng vẫn chưa nhận ra Tuấn nào Tuấn nào nhỉ? Tôi đáp Ông anh chưa gì đã quên rồi Tuấn người yêu cũ của Thủy ngày xưa đây Mấy năm trước anh em mình có gặp nhau ở nhà bác Thảo, bố của Thủy Khi đấy bác có làm mấy mâm cơm, anh nhớ không? Thắng thả bị bột chét xuống nền xi măng, gái gái đầu Một lúc không lâu sau thì ổ lên ngạc nhiên À à nhớ rồi, Tuấn đúng rồi À sao, mày làm việc ở đây à? công nhận chú mày nhớ dai thật anh lại chẳng nhớ cái quái gì em nhìn thoáng qua đã nhận ra anh ngay tôi tươi cười đáp lại anh thắng cũng gật đầu mày à, cho anh cái số điện thoại chiều tan làm rồi anh em đi làm cốc bia cỏ tôi vui vẻ đưa số điện thoại cho anh ấy bây giờ nói chuyện ở đây cũng không tiện bởi đang trong giờ làm việc thế nên chúng tôi hẹn nhau vào buổi chiều quán bia cỏ mà anh thắng hẹn tôi đến nằm sát cạnh hồ nước gió buổi chiều thổi nhẹ làm tôi thấy khoan khoái hai chúng tôi ngồi đối diện nhau uống cạn cốc đầu rồi tôi mới vào chuyện anh thắng này em muốn hỏi anh một chuyện anh thắng gật đầu chú cứ hỏi đi anh biết anh nói tôi ấp úng về chuyện của thùy không biết cô ấy giờ còn ở mỹ không Thắng đang gấp sở miếng đầu cũng chợt buông đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi anh ấy bảo. Sao mày lại hỏi anh chuyện này? Hai đứa chúng mày chia tay rồi mà. Tôi chẳng biết phải trả lời sao cho đúng, đưa tay gãi gãi đầu ấp ốm nói. À, chuyện là... chuyện là dạo này em hay nằm mơ thấy Thùy. Lại vừa hay thấy anh ở công trường nên em tiện hỏi. Anh Thắng nhếch miệng lắc đầu. Có cái mẹ gì đâu, Chắc do mày nặng tình nó quá nên vậy Chứ nói thật anh cũng chẳng biết bây giờ nó ở đâu Hình như là còn ở bến á Không phải em nặng tình hay gì cơ mà Tôi còn chưa nói dứt câu thì anh Thắng đã cắt ngang lời Mày lắm chuyện quá mà Thôi uống đi bia nó nguội Hôm nay đừng có nhắc gì tới nó nữa Nhìn thái độ của anh Thắng có chút lạ Tuy biết là anh còn giấu tôi chuyện gì nhưng mà nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng không có tiện hỏi. Hai anh em cứ vậy ngồi uống với nhau. Tính lai dài mà uống mãi từ lúc 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều mới dừng. Biết là mình đi uống rượu bia nên tôi lúc tới đây cũng chỉ bắt taxi. Mặc dù khi ra về anh Thắng có ngỏ ý chờ tôi về. Nhưng tôi sợ anh say nên từ chối. Trời bây giờ lại mưa phùn nhưng trời vẫn đầy mây đen, rõ ràng đang ủ rông. Thỉnh thoảng Sấm chớp xẹt ngang bầu trời Có một thứ cảm giác bức bí vô hình Khiến người ta cảm thấy nghẹt thở Tôi thấy động trời từ trưa Nên chuẩn bị ô Một mình đứng trên một con phố đổ nát Ở bên cạnh là một tấm biển Chạm xe buýt đã bỏ hoang Tôi vừa suy nghĩ tới Thủy Vừa chăm cho mình một điếu thuốc Miệng chậm rãi rít thuốc Từ từ nhả ra khói thuốc hình chưa o Dưới đất tàn thuốc bị nước mưa cuốn trôi. Đến khoảng 15 phút sau, tôi lấy trong túi ra một chiếc gương nhỏ to bằng lòng bàn tay. Bởi vì tôi luôn chăm chút về ngoại hình của mình, nên lúc nào cũng đem theo nó. Với lại, đây là chiếc gương ngày xưa là món quà thủy tặng tôi. Cũng chẳng nỡ vứt đi mà xem nó như kỷ niệm. Kiểu dáng của gương cũ kỹ và đầy vết nứt, nếu ném xuống đất chắc cũng không ai thèm nhặt đưa chiếc gương đến trước mặt khuôn mặt của tôi được phản chiếu trong tấm gương nứt nẻ nhưng không chỉ có mỗi tôi kỳ lạ lắm tôi thấy phản chiếu trong gương một số người đợi xe bus đi cùng nhưng trong số những người này lại có một người phụ nữ tóc xõa ngang vai che đi phần lớn khuôn mặt nó khiến tôi không nhìn rõ là ai chỉ thấy cô gái này có một làn da trắng đến kỳ lạ nhưng cảm giác tôi đã gặp người này ở đâu đấy rồi Điều kỳ lạ là khóe miệng người này lại nở nụ cười nhạt như đang cười với tôi vậy. Tôi tuy không nhận ra nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Sau đó đột nhiên trong lỗ tai vang lên tiếng rít ong ong chói tai. Trái tim bỗng nhói đau một cái. Cất chiếc gương đi, tôi nhả ra một làn khói. Ngoái đầu lại nhìn thì cô gái ấy như lẩn tránh quay mặt đi hướng khác. Lúc này, dưới màn mưa đột nhiên xuất hiện hai ngọn đèn chiếu về phía tôi càng ngày càng gần một chiếc xe buýt bề ngoài cũ kỹ chậm rãi đỗ lại trước mặt cửa trước của xe buýt mở ra nhưng cửa sau vẫn đóng kín như thể sẽ không có ai xuống tôi liếc nhìn vào vị trí của tài xế nhưng chỉ có thể nhìn thấy phần lưng bởi vì chiếc xe buýt kiểu cũ này có cửa kính cách ly đặc biệt để tránh cho tài xế gặp nguy hiểm vứt tàn thuốc xuống đất tôi mang theo bộ dáng ngả ngả say xếp ô rồi bước lên xe trên xe buýt đây là một chiếc xe buýt kiểu cũ mẫu xe này chắc phải có từ thế kỷ trước nhưng cơ sở vật chất bên trong vẫn được bảo dưỡng rất tốt tôi thầm nghĩ trước nay ở thành phố tôi chưa thấy loại xe buýt nào bao giờ nó quá cũ kỹ để lưu hành trên đường nhìn thông tin dán ngoài thành xe tôi cũng chẳng đọc được là xe bus của hãng nào hay tuyến đi về đâu nhưng mà kệ đi bởi vì hướng này cũng dẫn về phòng tôi đến điểm bảo bác tài dừng lại là được rồi ghế ngồi trên xe gọn càng ngăn nắp cửa kính rất sạch sẽ ngoại trừ ánh đèn trong xe khá mờ ảo mọi thứ hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng thậm chí không có mùi mồ hôi và khí thải như những chiếc xe buýt thông thường tôi nhìn lướt qua hành khách trên xe sau đó thu hồi tầm mắt xe này không có phổ xe chỉ có mỗi tài xế khi tôi vừa bước lên xe vừa định móc tiền ra thì bác tài đã cất giọng xe chạy ngày cuối đến hôm nay là giải thể không cần tiền tôi ngạc nhiên sao hôm nay lại có chuyện lạ lùng vậy nhưng cũng chẳng sao dù sao tôi cũng chẳng phải dư giả gì người ta free cho thì dạy gì không nhận tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi tới hàng ghế trống ở cuối xe tiện tay lau vết nước mưa trên ngực không gian trong xe buýt hơi hẹp lại có chút kỳ lạ vì vậy tôi luôn phải đặt mình vào trạng thái cảnh giác và đề phòng ngồi ở băng ghế cuối tôi có thể dễ dàng quan sát tình hình trong xe tốc độ của tôi bước đi không nhanh cũng chẳng chậm khi đi qua hàng ghế thứ tư tôi nhìn thấy một người đàn bà ngồi sát cửa sổ chỉ liếc nhìn qua Trong số tất cả những hành khách mà tôi đã thấy trên xe Đây là kẻ gây ra cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất Người đàn bà mặc một chiếc váy màu xám cho Tóc tài rối bời trông thật lôi thôi Nhìn không rõ mặt mũi Nhưng phần da thịt lộ ra bên ngoài Khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu Giống như người mắc bệnh ghẻ Từng đốm da trắng bệnh phân bố khắp người mà người đàn bà này cứ tựa đầu vào cửa kính xe hình như đã ngủ gục tiếp tục đi về phía sau xe ngồi phía sau là hai người đàn ông chắc tuổi trung niên cả hai đều có gương mặt vô hồn tóc còn ẩm ướt khi tôi đi ngang qua họ ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái sau đó lại ngồi im không hề nhúc nhích tôi bước tiếp đến tận băng ghế sau cùng tìm một vị trí bên cửa sổ ngồi xuống kéo mũ trùm đầu lên đặt ô bên tay phải rồi ngồi im một người mắc bệnh ghẻ hai người đàn ông tôi và tài xế xe buýt trên xe chỉ có năm người nhưng khi tôi ngồi dưới nhìn lên thì lại thấy có sáu cái đầu nhô lên khỏi ghế ủa chuyện này là sao tôi đã nhìn rất rõ rõ ràng chỉ có năm người bây giờ sao lại là sáu có khi nào là do tôi uống quá chén nên nhìn nhầm hay không cánh cửa được đóng lại xe từ từ lái về phía trước tôi nhìn qua cửa kính xe mưa càng lúc càng to xe mới chạy được không lâu nhưng chẳng hiểu sao sắc trời đã tối đen khiến không gian càng thêm u ám khó có thể nhìn rõ thứ gì chỉ có thể nhìn thấy vài đường nét mờ nhạt tôi không biết xe buýt sẽ đi về đâu chỉ có thể chờ đợi nó đi qua đoạn đường trước phòng trọ của mình Bác tài xế Khi nào đến đường Tôn Đức Thắng Thì có điểm nào cho em dừng lại đó nha Lời vừa thốt ra Trong phút chốc Lưng của tôi bỗng dưng có cảm giác lạnh toát Tóc tài dựng đứng Da gà nổi khắp người Tất cả những người trong xe buýt Sau khi tôi nói những lời này Đều đồng thời ngoái đầu lại nhìn tôi Bằng ánh mắt vô hồn Duy chỉ có người thứ sáu ngồi trên băng ghế trước là không nhìn mà thôi sau khi tôi hỏi tài xế Tôi mơ hồ cảm thấy như thể Mình đã hỏi một câu không nên hỏi Tôi liếc nhìn mọi người Xa xa gái đầu Lúc này tài xế hơi ngoái đầu lại Chỉ thấy mỗi một nửa bên mặt Nhưng người này lại làm tôi có cảm giác sợ hãi Không nói nên lời Giọng Âu ấy cất lên Không có điểm dừng Chỉ có điểm cuối Giọng nói rất là trầm Kiểu cảm giác như tôi vừa có thể nghe rõ nhưng nửa lại không âm mưu khó tạ kèm thêm chút gì đó đáng sợ vô cùng chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại không có chút dũng khí nào để cãi miệng không tự chủ được mà thốt lên dạ dạ cứ cho em xuống điểm cuối khi tôi vừa nói xong câu ấy thì tất cả mọi người trên xe mới quay đầu trở lại tôi thở phào một hơi tay vẫn không khỏi run lên ngay từ đầu tôi đã thấy nó làm lạ nhưng bây giờ tôi có cảm giác bản thân mình đang gặp nguy hiểm Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra Bây giờ mới bốn rưỡi chiều mà sao bên ngoài tối om thế nhỉ Sóng điện thoại trên xe cũng không có Bấm gọi cho ai cũng không được Tôi biết bây giờ bản thân mình cần im lặng Và chờ đợi đến khi chiếc xe quái đàn này dừng lại Một lúc khoảng 30 phút sau Tôi có cảm giác như xe đang đi chậm lại rồi dừng hẳn Tất cả hành khách đồng loạt đứng dậy duy chỉ có cô gái ngồi băng ghế trước vẫn ngồi im tôi liếc nhìn qua cửa kính chỉ thấy bên ngoài trời tối om như mực hoàn toàn không thể thấy gì xung quanh cửa xe bus được mở ra từng người lần lượt bước xuống họ dường như không hề để ý tới tôi khi năm người kia đã xuống khỏi xe bác tài mới bảo xuống đi tôi miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi hàng ghế cuối cùng bước đi khi đi qua chỗ của người phụ nữ kia tôi không khỏi tò mò liếc nhìn một cái vẫn là dáng vẻ ấy tóc ngắn ngang vai khuôn mặt trắng bệch dáng người hơi nhỏ con là người phụ nữ tôi gặp ở trạm rừng xe bớt vừa nãy sự xuất hiện của người này khiến cho tôi có cảm giác rợn vai gáy thấy tôi còn chần chừ tài xế xe bớt đã vội lên tiếng xuống nhanh đi tôi ập ử bước qua cô gái kia rồi bước xuống xe khi tôi bước xuống khung cảnh trước mặt thật là chấn động. đó là một bãi đất hoang với rất nhiều những ủ đất nổi lên lởm chởm. tôi cảm thấy hơi sợ hãi, cẩn thận nhìn khắp bốn phía, cầm điện thoại ra xem nhưng chẳng thể khởi động được. có vẻ như nó đã bị sập nguồn. có vẻ bây giờ tôi đang đứng ở một khu nghĩa địa nào đó. tại sao tài xế xe bớt lại trả khách ở đây? vốn dĩ nơi này chẳng có điểm dừng nào cả. không để tôi phải nghĩ ngợi lâu cửa của chiếc xe kia cũng tự động đóng lại. tất nhiên là tôi không hề trông thấy người phụ nữ đáng sợ kia bước xuống. ánh đèn xe cứ vậy tiếp tục đi rồi mất hút trong màn mưa sương dày đặc rồi biến mất trong nghĩa địa. lúc này bản thân tôi đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, men theo hướng đi ngược lại của xe bớt mà chạy thục mạng. hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới cũ đủ kiểu đủ cỡ nằm với mình dưới trời mưa. Trong đầu tôi lúc này bắt đầu liên tưởng tới mấy chuyện đáng sợ không hay. Ví như bây giờ, gặp một con ma nào đó trôi từ dưới đất lên, chắc sẽ dọa tôi chết ngất tại chỗ mất. Tôi chạy được một đoạn khá là xa, nhưng chạy mãi vẫn không thể thoát ra khỏi khu vực của nghĩa điện này. Giống như tôi đang bị nhốt ở một thế giới khác vậy. Trời mưa càng ngày càng to, gió thổi càng ngày càng lớn, khiến chiếc ô tôi đang giữ cũng bị gãy mất thành trống mưa cứ vậy tạt vào ướt hết người. Tôi trông thấy phía xa, dưới ánh sáng của mặt trăng rọi xuống trời đêm, có một căn nhà khá nhỏ bỏ hoang. Ở cái nghĩa điện này, sự xuất hiện của căn nhà đấy thật sự là một thứ gì đó khá kỳ lạ. Nhưng trời mưa không có điểm dừng, ô lại bị gãy. Nếu đi một mình giữa trời mưa thế này mà không biết điểm dừng cũng chẳng phải là cách hay. Vậy là tôi đã có quyết định của mình một mạch chạy lại căn nhà bỏ hoang đó căn nhà này cũng không có rộng lắm chỉ là một gian phòng nhỏ bên trong cũng không có gì ngoài một chiếc giường đã bịm mối mọt ăn gần hết và một chiếc võng khá là cũ nằm lơ lửng treo ở hai bên cột nhà mà thôi mùa này thời tiết thất thường trưa nóng tối mưa lại lạnh quần áo trên người tôi lại ướt hết điện thoại cũng bị vào nước chắc cũng hỏng rồi tôi mỏ mẫm trong người mày thầy gói thuốc mới mua vẫn còn chưa bóc vỏ nên không sao tôi lấy bật lửa đã vào nước lau khô đi mãi lúc sau mới bật được châm vội điếu thuốc rít một hơi thật sâu cảm giác bình tĩnh dần trở lại nhìn khói thuốc bay trong gió tôi nhìn ra ngoài suy nghĩ từ lúc lên xe bớt đến giờ thì chuyện gì đang xảy ra với bản thân tôi vậy một cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình một chập tôi nhìn đống nan giường nơi góc tường vội vàng đi lại gom lấy chúng loài hoài mãi mới đốt được một đống lửa tôi cởi quần áo ngoài của mình ra hong khô chúng có ánh sáng trong nhà cũng làm tôi an lòng phần nào tôi không nhớ rõ là sau bao lâu khi quần áo đã được hong khô tôi mặc lại nó rồi đi tới chỗ cái võng treo lơ lửng giữa nhà kiểm tra một chút thì thấy tuy nó đã cũ lại bám rất dày bụi nhưng những sợi dù bện vào vẫn còn khá chắc Tôi lắc lư cái võng cho lớp bụi kia rơi xuống Rồi ngồi thử vào đu đưa mấy vòng May mắn là nó khá chắc vẫn còn dư sức chịu được sức nặng của tôi Lúc này men bia trong người cũng đã ngấm Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến Tôi ngáp dài một hơi Tuy không muốn ngủ nhưng mà cơ thể uể oải không chịu được nữa Tôi liền nằm trên chiếc võng kia đánh một giấc thật sâu. Nhưng khi vừa mới chợp mắt Tôi lại vô tình trông thấy một cái bóng trắng Đang thập thò ngoài cửa Tôi giật mình ngồi bật dậy Tìm đập thình thịch quát lên Ai? Ai đó? Cái bóng trắng kia bước ra Là cô gái lúc nãy ngồi trên xe bớt Nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải lúc xe đi Cô ta vẫn ngồi ở trên xe hay sao? Rõ ràng là tôi không trông thấy cô ta bước xuống khỏi cửa của xe bớt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm giác có gì đó không đúng. Bản thân vốn đã mệt mỏi, nay lại càng suy nghĩ linh tinh. Tôi ngồi dậy khỏi võng, nhanh chóng lùi về phía đống lửa. Sau đấy rút một thanh nan giường đang cháy ra đưa về phía trước. Miệng lấy hết can dạ mà nói. Cô, cô không được đến đây. Nếu không, nếu không được trách tôi. Cô gái ngoài kia quần áo, tóc tai ướt sũng, Tôi lại thấy cơ thể cô ấy đang đun lên Khép nép đứng sát cửa không dám vào Chỉ thấy giọng nói cô gái cất lên vang vào tai tôi Anh gì ơi Em lạnh Anh cho em vào sưởi với được không Giọng nói cất lên có chút lạ Lại có chút quen Nhưng khi nghe cô gái này nói chuyện Làm tôi cũng an tâm hơn phần nào Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đã gạt bỏ đi Mọi nghi ngờ của mình Tôi vẫn đề phòng nói Cô cô là người hay là ma vậy Từ lúc gặp cô trên xe bớt Tôi thấy hành vi của cô lạ lắm Tôi chưa thấy ai để tóc che hết mặt như cô cả Nếu cô không giải thích Thì đừng có vào đây Cô gái dường như hiểu ý của tôi Nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng mốt của mình Vén mái tóc trước mặt Cô gái này có làn da trắng mốt không son phấn Làm nổi bật mái tóc dài đen nhánh Thả xuống qua vai tôi tuy đã gặp nhiều người con gái rất xinh đẹp nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải công nhận rằng cô gái này đẹp hơn hết tất cả những người tôi từng gặp duy chỉ một bên trán cô gái này có một vết thâm rất lớn khuôn mặt cũng có khá nhiều vết xước nếu không thì phải gọi là hot girl cô gái đáp chào anh ạ em từ quê mới ra đây lúc chiều bị cướp hết đồ lại bị ngã Mặt em nó nhiều vết thương nên à, em lấy tóc che. Bây giờ tôi mới thấy an tâm hơn một chút. Chồng cô gái này cũng hiền lành. Chỉ là cô ấy che tóc vì sợ người ta nhìn thấy những vết thương. Quả thực tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Tôi bây giờ mới thả lỏng cơ thể. Vứt thanh nan giường của mình vào đống lửa rồi vẫy nhẹ tay. Cô vào đây ngồi đi. Ở ngoài kia trời hơi lạnh. Cô gái gật đầu lùi thủi bước vào dường như cô ý né tránh tôi mà đi vòng trước mặt giữ khoảng cách rồi mới ngồi xuống khi tinh thần đã thoải mái tôi mới ngáp dài một hơi rồi trở về cái võng nằm trên đấy tôi tò mò hỏi lại quê cô ở đâu sao lại lên đây làm gì cô gái thân mật đáp dạ em tên tâm quê ở ninh bình em lên đây tìm người tôi vừa nhắm mắt vừa đáp tìm ai Dạ chuyện này Có vẻ cô gái không muốn nói Dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người ta Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu Nãy là chỉ buột miệng hỏi như vậy thôi Tôi ẻo ải ngáp dài một hơi Chiếc xe bớt lúc nãy thật kỳ lạ Ai ở trên đó cũng kỳ lạ Cô có thấy như vậy không? Cô gái lặng lặng gật đầu nhưng không đáp Có vẻ như người này rất kiệm lời Tôi chỉ hỏi xã giao vậy thôi chứ không phải là cố ý bắt chuyện tán tỉnh hay gì. Thấy người ta không muốn nói tôi cũng không muốn mình lắm chuyện. Tôi chập mắt một lát đây, cô cứ ngồi đấy sưởi ấm với hong khô quần áo đi. Đừng để ý đến tôi. Khi nào mệt quá thì gọi tôi dậy rồi cô nằm nghỉ ngơi nhé. Cô gái lúc này mới mở lời. Vâng, anh cứ ngủ đi. Tôi gật đầu, sau đấy chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm hôm ấy tôi bỗng mơ một giấc mơ kỳ lạ Trong mơ không có gì cả Chỉ có một màn sương mù mênh mông vô bờ bến Trong làn sương mù Tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Thủy Người yêu cũ của tôi Không còn là Thủy mà hay đòi làm vợ tôi nữa Thay vào đó là Thủy y như mấy năm trước dịu dàng dễ mến mà tôi biết Chẳng phải khuôn mặt của cô ấy thay đổi Tôi cũng chẳng biết tại sao Có lẽ bởi vì tôi có cảm giác nó như vậy đây đúng là Thủy mà trước tôi quen biết Trong màn xương Thân hình Thủy thoáng chốc đã thoát ẩn thoát hiện Xuất hiện ngay trước mặt tôi Cô ấy đưa tay vuốt ve gương mặt của tôi Khóe mắt ươn ướt Rồi chậm rãi mở miệng nói Anh ơi em xin lỗi Bây giờ em không biết phải làm sao Thủy sao lại ở đây Sao mấy hôm nay anh Toàn mơ thấy em Đây cũng có phải là một giấc mơ không Tôi có cảm giác Tuy trong mơ nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt lại rất chân thật Nó thật đến nỗi ngay cả lời tôi nói ra trong đêm Dường như cũng theo suy nghĩ của mình mà thốt lên Chứ không phải ngẫu nhiên tôi nói như vậy Nước mắt dị thủy trong mơ cứ tuôn rơi lách tách Cô ấy lắc đầu Không, em đến đây là để nói cho anh biết Đứa bé, đứa bé nhờ anh, nhờ anh cứu nó Tôi sững sờ đứa bé nào cơ thùy em đang nói gì vậy em đang nói tới ai thùy không trả lời vấn đề của tôi chỉ tỏ vẻ sợ hãi em không nhớ em không nhớ gì hết bây giờ em chỉ nhớ tới một người đàn ông và một đứa bé đang gặp nguy hiểm anh cứu nó cứu nó lời nói của thùy vô cùng rời rạc những lời tôi nghe thấy như chìm vào màn sương mù chỉ có thể hỏi cô ấy thùy tên đàn ông em nói rốt cuộc là ai đứa bé kia là ai em phải nói rõ chứ tại sao anh lại gặp em trong mơ rốt cuộc em có chuyện gì thùy vẻ mặt của thùy đầy đau xót không kịp nữa rồi anh tuấn em phải đi rồi giúp em nói tới đây thân thể của thùy đột nhiên trở nên trong suốt tôi bỗng nhiên lo lắng với tay muốn giữ cô ấy lại nhưng mà tay của tôi chỉ xuyên qua cơ thể mở ảo của cô ấy Thủy, em nói rõ ràng đã Người đàn ông mà người nói tới rốt cuộc là ai? Đứa trẻ kia là ai? Tôi hốt hoảng vội vàng nói Vẻ mặt của Thủy đầy đau thương Em chỉ nhớ hắn có một vết Thủy có vẻ như tranh thủ thời gian cuối cùng của mình đã sắp nói ra trọng điểm Nhưng đúng lúc này cơ thể của cô ấy đột ngột tan biến trong làn sương mù. Thủy, khoan đã. Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi từ trong giấc mơ tỉnh dậy. Tôi ngáp dài một cái, giấc mơ đêm qua vẫn còn in đậm trong trí óc. Cả người tôi bây giờ đau nhức khó tả, phía sau lưng còn có cảm giác nhớp nháp khó chịu. Tôi mở mắt ra thì tá hỏa hét lên, rồi ngay lập tức ngồi bật dậy mắt lảo đảo nhìn ngó xung quanh ngôi nhà ngôi nhà hoang kia đâu rồi tôi tự lẩm bẩm một mình một cảm giác sợ hãi chạy xuyên từ đỉnh đầu xuống dưới chân chẳng hiểu sao tôi lại nằm ở chỗ này đêm qua tôi còn đang nằm trên võng trên căn nhà kia cơ mà rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây cô gái kia đâu hiện tại đầu tôi đau như búa bổ chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với bản thân mình tôi gượng người ngồi dậy chỉ thấy xung quanh toàn là những mô đất nhấp nhô đầy cỏ dại rõ ràng đây chính là khu nghĩa địa hôm qua nhưng khi tôi liếc mắt nhìn xuống mặt đất gần đấy thì thấy một đống than khá lớn xung quanh rõ ràng đây là đống lửa tối qua tôi đốt mà lập luận lại từ những gì xảy ra đêm qua tới giờ tôi càng thêm chắc chắn là tôi đã gặp phải thứ không tốt đẹp gì Hãy nói trắng ra là tôi đã gặp ma Nhưng đêm qua tôi gặp khá nhiều người từ lúc lên xe bớt Vậy thì trong số họ ai là ma? Hoặc là... Hoặc là tất cả bọn họ đều là ma Ý nghĩ rụng rợn ấy xâm chiếm đầu óc Khiến tôi không thể tiếp tục ở lại chỗ quái quỷ này nữa Tôi đứng dậy cố gắng chạy thật nhanh theo lối đường mòn Nhưng mà vừa chạy được mấy bước thì đã vấp phải hòn đá ngã bịch xuống đống đất nhão do trời mưa tối qua khi ngẩng đầu lên thì đã thấy một cảnh tượng đáng sợ mà có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được ở dưới lớp đất nhão ấy tôi thấy tôi thấy có năm ngón tay người từ dưới đất lộ lên tôi vốn đã mất bình tĩnh nhưng chuyện này lại làm tôi thêm phần hoảng loạn đầu tôi ong ong không thể nghĩ thêm được gì nữa. Lấy hết sức bình sinh đứng dậy rồi chạy một mạch men theo con đường mòn chạy thật xa. Khoảng 30 phút sau, không biết là tôi đã chạy xa bao lâu, cuối cùng cũng đã tới đường lớn. Sau một lúc vẫy xe tôi cũng bắt được một chiếc xe ôm trở về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cột rửa đi bụi đất tối qua, tôi mới bình tĩnh lại chút ít. Sau đấy tôi đã mua cho mình một chiếc điện thoại mới gọi cáo nghỉ ở công trường rồi cấp tốc dùng xe của mình chạy đến chỗ công an phường gần nhất báo cáo về những gì khi tôi thấy năm ngón tay kia lộ ra ở dưới đất tất nhiên là tôi có kể lại chuyện tôi gặp đêm qua nhưng mà chẳng ai tin họ cứ tưởng là tôi say rượu nên nói linh tinh nhưng sau một hồi thuyết phục cuối cùng họ cũng đi theo tôi tới đó Quả nhiên, những gì lúc sáng tôi thấy không phải là tưởng tượng. Nằm ngón tay kia vẫn y nguyên như cũ. Mấy anh công an cũng bắt đầu khoanh lại hiện trường, cùng nhau bới số đất phía dưới lên. Một cái xác theo đó được đào lên. Tuy đã lấm nem bụi đất, nhưng chồng cũng nhận ra đây là một cô gái. Thi thể mặc một bộ váy trắng rất quen. Sau đấy tôi không được ở lại hiện trường nữa. Mấy người kia dạy tôi về đồn lấy lời khai. Nguyên một ngày tôi bị nhốt trong đồn công an, ngồi một mình ở phòng tạm giam. Bởi bây giờ tôi vẫn còn đang là nghi phạm, phải chờ đến khi cái xác được khám nghiệm tử thi, tôi mới được gọi ra. Khoảng 4 giờ chiều ngày hôm đó, lúc tôi đang buồn chán suy nghĩ về những chuyện không hay đang xảy ra gần đây với mình, thì một chú công an đi tới rồi vào phòng, ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn. Tôi mở miệng trước nói Cháu được thả về chưa hả chú? Chú kia lắc đầu Đặt chiếc cặp màu đen của mình lên bàn Lấy trong đó ra một tờ giấy A4 Rồi ghi chú gì đó Sau đấy chú lấy ra một quyển sổ dày Lật giữa trang ra có mấy bức ảnh Rồi đẩy nó về phía tôi Anh nhận ra người này không? Tôi lật mấy bức ảnh lên xem Là mấy ảnh chụp tử thi Khi đã bị làm sạch nhưng khi trông thấy khuôn mặt xác chết lần nữa Làm tôi phải sợ hãi run rẩy Mà đánh rơi tấm ảnh xuống đất Thấy biểu hiện của tôi Chú công an kia dường như đã nhận ra điều bất thường liền hỏi Anh biết người này Tôi biết mình cũng không nên giấu giếm sẽ ảnh hưởng tới công tác điều tra Với lại tôi không làm gì nên tội nên cũng chẳng sợ mà đáp Cháu chỉ biết tên cô gái này là Tâm Chú công an trông có vẻ đang nghi ngờ tôi Trên khuôn mặt ấy hơi nhíu lại Tôi tên Thành Là người phụ trách lấy cung Chúng tôi đã kiểm tra khắp thi thể Không có giấy tờ tùy thân Sau khi khám nghiệm tử thi đã có kết luận Cô gái này bị một vật cứng đánh vào đầu Dẫn đến tử vong Còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục Chúng tôi đã kiểm tra vân tay Và đã có kết quả Bây giờ anh phải trả lời các câu hỏi của tôi bởi vì anh vẫn đang thuộc vào diện nghi phạm đến khi tìm ra được hung thủ thật sự anh đồng ý chứ nãy giờ tôi cũng đoán là mình đang được coi là nghi phạm tự nhiên sao tôi lại dính vào rắc rối này chứ tất nhiên là đối diện với một vụ án mạng như thế này tôi cũng phải cẩn thận một chút tôi ngước nhìn lấy chú công an thành thật nói vâng chú có hỏi gì cứ hỏi đi à Chú gật đầu Bắt đầu lấy bút ghi vào sổ Bên cạnh có một cái máy thu âm lấy khẩu cung Anh gặp Tâm vào lúc nào? Tôi nhíu mày Chuyện này nói ra sợ chú không tin Chứ cháu mới gặp cô ấy tối qua Cháu có hỏi mấy câu cô ấy chỉ trả lời là Cô ấy tên Tâm quê Ninh Bình thôi Cháu chỉ có biết từng đấy Chú Thành thả cây bút xuống trợn mắt nhìn tôi để nghị anh nghiêm túc đây là đồn cảnh sát Không phải anh nói bậy gì cũng được Tôi hỏi lại Anh gặp nạn nhân vào lúc nào Tôi bây giờ chẳng biết giải thích ra làm sao Nhưng tôi làm sao biết chuyện gì xảy ra với cô gái đấy Sự thật là đêm qua tôi mới gặp mà Cháu nói thật Đêm qua cháu mới gặp cô ấy lần đầu Chứ không tin thì cháu cũng chịu Chú nhìn thẳng vào tôi chừng một phút Sau đấy mới nói Nạn nhân đã chết cách đây ba hôm vào thời gian 9 giờ đến 12 giờ đêm. Tại sao anh lại bảo là mới gặp hôm qua? Anh giải thích đi. Tôi loay hoay. Là cháu gặp hồn ma của Tâm chứ con nói là gặp người sống đâu chú. Sau đấy tôi kể lại toàn bộ sự việc từ lúc tôi bước chân lên xe bớt đến lúc tỉnh dậy ở Nghĩa Trang cho chú Thành nghe. Tất nhiên là ai lại tin mấy lời hoang đường này. Bởi vậy tôi giải thích thêm. Chú nghĩ xem Nếu cháu là hung thủ thật sự Thì việc gì cháu phải đến sở cảnh sát báo án đúng không chú Chẳng có thằng hung thủ nào ngu như vậy đâu Chú xem Cho cháu về ngày mai cháu còn phải đi làm Chú Thành đáp Chuyện gì trước pháp luật cũng cần có bằng chứng Ba ngày trước vào lúc 21 giờ đến 24 giờ Anh làm gì? Bà ở đâu? Tôi nghĩ lại rồi nói Lúc ấy cháu ở nhà mà cháu ở một mình làm gì có ai làm bằng chứng à? Chú Thành gấp cuốn sổ lại rồi nói Chúng tôi sẽ kiểm tra camera xung quanh nhà anh Bây giờ anh phải ở lại đây một đêm trước khi có kết quả Nói xong chú với lấy máy ghi âm rồi tắt đi Cứ tưởng như vậy là đã kết thúc Tôi đang buồn bã thì chú đã đi tới bên cạnh Vỗ nhẹ vào vai tôi Anh cũng sắp xỉ bằng tuổi cháu tôi Hài, không phải là tôi không tin những lời anh nói nhưng mà chúng tôi làm việc theo bằng chứng anh thông cảm nếu anh không giết người thì không việc gì phải sợ chúng tôi nhất định sẽ tìm ra được hung thủ nghe chú nói vậy làm tôi cũng ngạc nhiên ủa vậy là chú tin những gì cháu nói nhưng lúc nãy chú bảo mà công an các chú cũng tin có ma hay sao ạ à? chú cắt ngang lời là lúc ấy tôi đang ghi âm người khác thì tôi không biết chưa tôi thì tôi tin mà ngày xưa ông cụ nhà tôi mất tôi còn thấy ông về mấy lần trong nhà nên là trên đời này tôi tin có ma nhưng mà tôi nghĩ cô tâm tuy đã chết nhưng anh lại gặp được chắc là có duyên không biết lần sau anh có gặp lại cô ấy thì hỏi giúp cho chúng tôi một số thông tin đầu còn nghe lọt tai cảm giác được an ủi sau thì chú lại mong cho tôi gặp lại hồn ma của tâm tôi chỉ biết cười gượng Chứ bây giờ cho tôi cả trăm triệu tôi cũng không dám gặp lại Nói xong Chú đi tới trước cửa rồi nói Cậu ở nghỉ ngơi đi Sáng ngày mai tôi sẽ tiếp tục đến Tôi gật đầu Rồi loay hoay trong phòng kín Điện thoại thì bị tịch thu Nên chẳng liên lạc được cho ai Lại thêm dầm mưa cả ngày qua Khiến cơ thể có đôi chút mệt mỏi Chẳng mấy chốc mà lên giường Nằm ngủ tiếp đi lúc nào không hay nửa đêm tôi bỗng giật mình tỉnh dậy không phải là tôi gặp ác mộng hay gì mà chỉ là mấy con chó nghiệp vụ trong sợ thi nhau mà sủa in ỏi làm tôi không ngủ được trước đây tôi thường nghe người ta nói chó sủa buổi này thì một là có trộm hay là sủa ma bởi lẽ mắt chó là loài có thể trông thấy ma nên nó sủa là lẽ đương nhiên hơn nữa ở sở toàn chó giữ bọn nó được huấn luyện đàng hoàng nên không thể có chuyện sủa bậy sủa bạ như mấy con chó cỏ ở quê được với lại là vào hôm qua tôi mới gặp mà việc vừa mới xảy ra không lâu lại khiến tôi trở nên thấp thỏm lo âu bởi vì bây giờ tôi đoán giả đoán non được là mấy con chó này đang sủa ma tôi vội vàng đứng dậy loay hoay sở lấy cái công tắc điện trong phòng tạm giam nhưng bật đi bật lại mấy lần đèn cũng chẳng sáng có vẻ như đồn đang bị mất điện thì phải tôi mỏ mẫm trong bóng tối đi tới sát cửa mà gọi có ai trực ngoài không có ai không tôi gọi như vậy mấy tiếng nhưng không có ai trả lời tôi lấy làm lạ bởi vì tôi biết ở đồn khi nào cũng có người trực đêm nhưng hôm nay trùng hợp thế nào lại không có tâm lý tôi bây giờ hơi bất ổn gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn vậy tôi đành phải men theo bức tường trở lại giường nằm và hy vọng không có chuyện gì sẽ xảy ra trong đêm nay lúc này tiếng chó sủa ngày càng lớn khiến tôi rất bất an trong gian phòng tối đen như mực không biết từ lúc nào lại có sương mù xuất hiện nó dày đặc như ở trong giấc mơ tôi gặp thùy cảm giác quen thuộc ủa đến làm lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên tôi khóm lóm lùi sát góc giường hai tay ôm lấy chân mắt mở to nhìn về phía cửa ra vào tiếp sau đấy tôi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào tôi nín thở chờ đợi nhưng tiếng bước chân đó vừa đi đến trước cửa phòng thì dừng lại hẳn vài giây sau một bóng trắng xuất hiện đi xuyên qua cánh cửa thép là một cô gái đứng trong vùng sương mờ ảo không trông rõ mặt tôi ấn lành cả người tuy lần này không nhìn rõ nhưng tôi có thể cam đoan đó chỉ có thể là tâm cô ấy đứng trong màn sương mù đưa cánh tay vẫy vẫy về phía tôi đột nhiên giọng nói của hồn ma lạnh lẽo vang lên như muốn đâm thủng đầu óc của tôi anh ơi tôi đói tôi rét quá anh đưa tôi đến đây làm gì nơi này lạnh lẽo quá anh ơi Tâm đứng hay đối diện trước mặt tôi Cách có hơn chục bước chân mà thôi nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá như từ chốn thăm thẳm nào vọng về từ lúc này đã sợ hãi muốn ngất xỉu đi run run đáp cô gì ơi cô sống khôn chết thiêng chứ tôi làm gì cô đâu sao cô lại tìm tôi làm ơn tha cho tôi chứ, chứ tôi đủ khổ rồi hơn nữa tôi cũng chẳng biết cô mà làm ơn tha cho tôi đi mà tìm người khác đi tâm vẫn đứng im ngước lên nhìn tôi như thoát tục mặt cô dần hiện rõ trắng toát đôi mắt chừng chừng nhìn tôi đăm đăm đặc biệt là mái tóc đã được vén sang một bên vết bầm tối qua tôi thấy nay lại rỉ máu nó khiến chỉ vài giây sau tôi đã mất hẳn bình tĩnh vậy như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người làm tôi lại phải run sợ hồn ma cô ấy lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn anh giúp tôi tìm hắn anh giúp tôi tìm hắn được không tôi đứng á khẩu tại chỗ mồm há ra mắt tự nhiên lạc thần tôi như muốn khuỵu xuống cả người như mất hết sức lực mà đáp làm ơn tha cho tôi đi việc ai giết cô có công an họ điều tra rồi chưa tôi có biết cái gì đâu mà nhờ hay là cô nói cho tôi biết là ai đã hại cô đi hồn ma của tâm lặp lại lời tôi không nhớ tôi giống chị ấy đều không nhớ chỉ nhớ hắn có một vết sẹo ở ngực bị che đi bởi một hình xăm con rồng anh tìm giúp tôi tìm giúp tôi chị ấy tự nhiên tâm nhắc tới chuyện này làm tôi phải giật mình suy nghĩ giống chị ấy là sao tôi tuy sợ nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò của mình mà hỏi chị ấy là ai vết sẹo không ngờ sau cái lời nói ấy của tôi Chỉ thấy tâm mỉm cười quái dị Dưới màn xương trắng của ấy bóng quay lưng Tôi thở cấp ra một hơi Có thể nghe rõ tim mình đập thình thịch Như sắp phá vỡ lồng ngực Thoáng trong chớp mắt Tôi chỉ thấy bóng dáng của tâm gần mở dần Rồi mất hút trong màn đêm thăm thẳm Cái lúc cô ấy đi khỏi nơi này Tiếng chó sủa ma cũng dừng lại Điện trong phòng cũng có trở lại Tôi bị một màn này dọa cho tí nữa tiểu tiện ra quần Tôi vội lau đi mồ hôi trên trán ngẫm nghĩ lại những lời mà Tâm vừa mới nói Đúng là ma quỷ chết đi rồi Làm gì hay nói gì cũng phải khiến cho người sống tò mò Nói thì không nói thẳng luôn đi Còn bắt người ta phải tìm hiểu Vậy người chị mà cô ấy nhắc đến là ai? Tự nhiên trong đầu tôi nảy lên một ý kiến đáng sợ Tâm không phải là người duy nhất bị hại Trước đó cũng có một người nữa Người này được cô ấy gọi bằng chị Lại dạo gần đây từ khi mơ về Thùy Thì những chuyện quái lạ cứ xảy đến dồn dập với tôi Như chú Thành lúc nãy đã nói Có duyên mới gặp được ma Hơn nữa tôi với Tâm không có quen biết nhau Nhưng cô ấy cứ muốn tôi giải quyết chuyện tìm ra hung thủ Vậy có khi nào Người chị mà hồn ma của Tâm nhắc đến chính là Chính là Thủy người yêu cũ của tôi. Một suy nghĩ đáng sợ cứ nảy ra trong đầu tôi, dù tôi không muốn tin, nhưng từ những sự kiện diễn ra gần đây làm cho tôi cảm giác như vậy. Vậy bây giờ chỉ còn đứa bé mà thủy nhắc tới trong giấc mơ đến nay, tôi vẫn chưa giải thích được mà thôi. Mọi chuyện bây giờ đều mập mờ, cũng có thể đúng, cũng có thể không. Nó khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Sáng ngày mai Tầm khoảng 8 giờ 30 phút Cửa phòng giam được mở ra Chú Thành bên ngoài đi vào Có vẻ như chú thấy tôi mặt mày phờ phạc Không có sức sống nên đã cất tiếng nói Anh đêm qua không ngủ được sao? Tôi gật đầu Không biết là chú tin không Chứ đêm qua tôi gặp lại hồn ma của tâm chú ạ Mấy giờ? Chú hỏi tôi đáp Cháu không biết Nhưng khi ấy hình như bị mất điện cháu có gọi người nhưng lại không có ai trực thì phải chú thành ngồi xuống bàn ra hiệu cho tôi ngồi xuống đó chú cũng không đưa máy ghi âm ra hay sổ sách gì mà ngồi nói chuyện với tôi như hai người bình thường nói đi đêm qua cậu gặp chuyện gì tôi thành thật kể ra những gì tôi nghe thấy nhìn thấy cho chú sau đó, chú có gọi cho người trực đêm qua quả nhiên là cái thời gian đấy trong sở có đột ngột bị ai đó ngắt cầu dao khiến cho khu buồng trạm giam bị mất điện khoảng chừng 20 phút người trực lúc đêm cũng trong khoảng thời gian này không ở vị trí mà anh ấy đi vệ sinh sau đấy chú cho người kiểm tra camera thì cũng có thấy một thứ gì đó màu trắng xuất hiện tại trước cửa buồng giam chỉ khoảng vài giây rồi biến mất rất kỳ lạ có vẻ như hiện tại chú đang dần tin những gì tôi kể là thật tôi hít một hơi thật dài sau đấy cất tiếng nói cô ấy bảo tìm một người có vết sẹo ở ngực được phủ bằng hình xăm một con rồng nhưng cháu không biết là ai nghe tới đây khuôn mặt của chú thành có chút biến đổi tuy rất nhỏ nhưng tôi cũng tình ý nhận ra nhưng rất nhanh chỉ vài giây sau chú đã lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn đăm chiều khó tả Tôi nói tiếp À chú ơi Không biết có chuyện này cho có nên kể hay không Chú đáp lại Có chuyện gì cậu cứ nói Tôi gật đầu Chuyện là Mấy năm trước cháu có quen một cô gái tên Thủy Sau chúng cháu chia tay nhau Cô ấy nghe đầu đi du học ở Mỹ Nhưng thời gian gần đây cháu lại mơ thấy cô ấy Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cô ấy cũng nhắc tới một người đàn ông có một vết sẹo và một đứa trẻ thùy du học mỹ cối quê ở đâu đột nhiên sắc mặt chú thành trở nên nghiêm trọng tôi dường như cũng đoán được rõ ràng là chú thành có quen biết gì đó với thùy tôi vội hỏi ở nam định ạ à? sao sao cậu lại biết nó nó là cháu gái tôi tôi là chú ruột của nó lúc này toàn thân tôi như cứng đờ Thật không ngờ được là người đang ngồi trước mặt tôi bây giờ Lại là chú của Thủy Chú, vậy Thủy bây giờ đang ở đâu à? Chú Thành thở dài Tôi không biết Từ lúc nó sang Mỹ có về một lần Lúc ấy nó đem theo người yêu quen ở Việt Nam về ra mắt tôi một lần Từ đấy không thấy nó về nữa Mà tự nhiên cậu nói vậy làm tôi thấy lo Tôi nhớ mày Người yêu của Thủy chú thành không nói thêm gì nữa chồng chú có vẻ gấp gáp đứng dậy rồi nói cậu có thể về được rồi chúng tôi đã kiểm tra camera an ninh xung quanh chỗ cậu tuy vậy trong thời gian này cậu không được đi đâu xa chúng tôi vẫn cần lời khai của cậu nói xong chú bước vội ra khỏi phòng sau đấy một lúc không lâu sau tôi được thả ra trả hết đồ đạc rồi tự đón xe về phòng về tới phòng Việc đầu tiên tôi làm là gọi cho anh Thắng là anh họ của Thủy. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao với nhau vài câu, rồi hỏi anh ấy biết người yêu mà Thủy đưa về nhà ra mắt mấy năm trước không. Thật không ngờ được là anh Thắng cũng biết chuyện này, bởi vì người đó có quen biết với một người bạn của anh Thắng. Tôi không có chần chừ nhờ anh Thắng hỏi ngay cái địa chỉ của người kia. Tất nhiên anh ấy lúc đầu còn chần chừ nhưng sau một lúc được tôi thuyết phục thì cũng hỏi. Khoảng chừng 30 phút sau thì anh Thắng đã nhắn địa chỉ của người đó cho tôi. Người này tên là Quân, cũng ở đây. Nghe anh kể cũng thuộc dạng giang hồ có máu mặt. Không biết tôi tìm Quân có việc gì, nhưng cũng phải cẩn thận. Tôi tất nhiên là đồng ý sau đấy cúp máy. Chiều ngày hôm ấy tôi cũng lên xe mà theo địa chỉ anh Thắng kể mà tới đó ngay. Theo địa chỉ mà anh Thắng đưa cho tôi là một con hẻm nhỏ ít người qua lại Đường xá ở hẻm này rất chật, ô tô cũng khó có đi lọt. Lại nằm ở ngoại ô thành phố. Trước khi đi tôi cũng hỏi một số người quen về khu này. Mà ai nấy nghe xong cũng bảo chỗ này ghê lắm. Trai thì đâm thuê chém mướn, gái thì hành nghề mại dâm. Tóm lại là thành niên ở đây chẳng có hiền lành gì mà toàn tệ nạn xã hội. Tôi liệu mình phóng xe chậm chậm đi vào, nơi này cũng không sạch sẽ gì khắp nơi rác vứt đầy đường nước cống đôi chỗ còn tràn cả lên bốc mùi hôi thối nhưng hơn nữa là cứ mỗi lúc đi qua cái cây nào gần đấy thì tôi lại rùng mình sợn cả gai ốc không phải là tôi gặp ma quỷ gì mà khắp thân cây toàn là mạng nhện chi chít nó chỉ là hiểu theo nghĩa đen mạng nhện mà tôi ở đây nói chính là do vô số kim tiêm lớn nhỏ cắm lên lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời tạo cho người ta có cảm giác như là mạng nhện răng lên đó. Nhìn cũng đủ biết là do thanh niên nghiện ngập tụ tập lại, nhưng trích thuốc công khai lại lộ liễu thế này cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến. Ở đây công an không có sợ tới hay sao? Điều này làm tôi thật sự khó hiểu. Tôi lắc đầu ngao ngán bỏ chúng ra khỏi tầm nhìn của mình mà đi tiếp. Bởi vì mỗi nhà đều có cán số nhà nên cũng khá là dễ tìm chứ không như nông thôn mà hỏi từng người. Số nhà trong địa chỉ là 79, tôi đi đến nhà số 71 rồi thì có hai thanh niên xăm chỗ đầy mình, người toàn dắt dao găm hai bên ngực, trông chẳng khác gì mấy người đói ăn lâu ngày đi tới. Hai đứa này mặt mày hốc hác, môi mắt thâm xì, không cần tìm hiểu cũng đoán được đây là hai con nghiện lâu năm. Một tên đầu chọc lóc, còn một tên thì tóc dài bù xù. Tôi cố tình làm mắt đi chỗ khác nhưng vẫn không thoát khỏi tầm ngắm bọn này. Tên đầu chọc hất cảm nói. Ông anh, ông anh đi đâu đây? Tôi thật thả đáp. À, tôi đi tìm nhà. Hắn ta tỏ ra khảnh khẳng, đứng chán trước đầu xe tôi. Bàn tay vỗ lên đầu xe nhếch mép nói. Biết đây là đâu không hả? Ông anh vào đây đã biết luật gì chưa? Tên tóc dài chen ngang. Đưa bọn này vài trăm rồi đi tiếp Mày nói nhiều làm con mẹ gì Hắn vừa nói vừa ngáp dài Tay gái gái cổ Chỉ chừng này cũng đủ làm tôi thấy trợn rồi Vừa nói Hắn vừa áp sát lại gần người tôi Tên kia cũng vậy Dần dần kéo tôi vào tường Tôi nước nước bọt một cái Chấn tĩnh đáp Hành bình tĩnh Tôi tôi đưa mà Không phải tôi nhát gan hay gì nhưng mà lạ nước lạ cái Lỡ hai đứa nó có làm gì Thì người thiệt là tôi Nên tôi chỉ đành mở ví định móc trăm bạc Cho bọn hắn Nhưng chưa gì tên đầu chọc đã nhanh tay Lấy tờ năm trăm của tôi Thế này chẳng khác gì ăn cướp công khai Nhưng tôi đành nốt cục tức cho qua Dù sao đây cũng là địa bàn Của bọn hắn Sau khi lấy tiền xong Bọn chúng vỗ lấy vai tôi bảo Ông anh vào đây tìm nhà ai vậy Tôi không muốn tiếp xúc với đám người này Nên muốn nói cho nhanh mà đi À tôi tìm nhà anh Quân Anh Quân Tên đầu chọc nhìn tên tóc dài Ai chỉ cho mày đến Khai không Tao chém chết mẹ mày Bỗng tên tóc dài quát lên Làm tôi có chút giật mình sợ hãi Không phải là vì tôi sợ đánh nhau Mà là sợ mấy thằng ôn này có bệnh HIV thì lan tràn Sợ mình chọn nhau bị lây nhiễm thì khổ cuộc đời Thế nên tôi chỉ bé hỏng Là... là tôi có chuyện muốn gặp Con mẹ nhà mày không nói à? ánh chết cha bây giờ Tên tóc dài có vẻ nóng tính Hắn đưa nắm đấm lên lôi lùi lại Bọn mày mà làm bừa tao gọi cảnh sát đấy Nãy thì gọi Hắn hét lên lần nữa rất lớn Thu hút sự chú ý của mấy nhà xung quanh khi hắn còn chưa nói xong thì từ phía căn nhà gần đấy có tiếng quát vọng ra còn mẹ tụi bay cút bọn mày láo nháo gì đấy bố ra bố đánh chết mẹ tụi mày giờ hai thằng này nghe thế thì mặt đã tái xanh như tàu lá chuối thái độ thay đổi đột ngột như lật bàn tay anh quân bọn em chỉ dạy uh, dỗ cái thằng này nó tìm anh gã phía trước mặc một chiếc áo ba lỗ Tóc tài cũng khá chảy chốt Trông cũng rất đẹp trai Khác hẳn với hai tên lông bông này Nhưng người tên quân này cũng xăm chỗ đầy mình Tôi còn thấy gã có một hình xăm trước ngực Nhưng khoảng cách cũng khá xa Nên không nhìn ra hình gì Quân đứng trước cửa nhà quát ra Hai đứa mày cút đi ra chỗ khác Sau đấy gã nói với tôi Còn anh kia tìm tôi có việc gì vậy Tôi ấp úng tạm thời không nói Quân thấy hai tên này đang ở đó liền trợn mắt cái nữa, làm cho bọn chúng sợ hãi nhanh chóng chuồn mất. Khi hai đứa kia đi, tôi mới phóng xe lại trước cửa nhà quân, nói dối là anh họ của Thúy từ quê mới lên. Trước nghe bảo là quân có yêu Thủy nên ghé qua chơi. Nghe vậy quân vui vẻ mời tôi vào nhà nói chuyện. Tôi quan sát căn nhà này, tuy bề ngoài nó có phần sập sệ, trông chẳng khác gì một phòng trọ nhưng bước vào bên trong thì khác biệt hoàn toàn Căn phòng đầy đủ vật dụng cao cấp Trang trí vô cùng bắt mắt Trên tường còn treo hai thanh kiếm nhật Vắt ngang sáng chói trông thật đáng sợ Nhưng mà tôi có quan sát kỹ Thì cũng không có điểm nào khả nghi Quần mặc áo ba lỗ Để lộ một cái đầu rồng trên bắp ngực phía trên Hẳn là có một hình xăm con rồng Tôi nhíu mày Nốt nước bọt một cái Quân lúc này từ trong nhà đi ra Tại bể ấm trà rót cho tôi một cốc nước rồi nói Anh tên gì nhỉ? Đợt kia về quê hình như tôi chưa gặp anh Tôi gái đầu đáp À tôi đi Nhật mới về Ngày đầu bảo Thủy có người yêu ở đây nên tiện có công việc nên ghé chơi Quân có vẻ cảnh giác cá nói Sao? Nhà cửa ở dưới quê sao rồi? Bác và cô vẫn khỏe chứ? Tôi gật đầu Tuy chuyện bịa nhưng mà hầu như người thân của Thủy trước tôi cũng biết tên, biết mặt cả. Nói một lúc cũng làm cho gã tin răm rắp. Đang lúc trò chuyện thì từ trong phòng, một đứa bé trai khoảng 3 tuổi đi ra. Đôi mắt bé còn ẩn nước. Tôi nhìn kỹ thì thấy trên mặt và đùi bé có vài vết bầm tụ máu khá lớn. Vừa thấy nó đi ra, quân đã mỉm cười. Lại đây chào bác đi con. Gã nói rất dịu dàng, nhưng đứa bé dường như lại rất sợ bố nó chỉ dám khép nép đi lại rồi chào tôi tôi có hỏi là con của gã và thùy à thì quân chỉ ậm ừ lặng tránh sang chuyện khác liên tưởng tới trong giấc mơ gặp thùy và đêm qua gặp thúy mọi chuyện trước mắt bây giờ sao nó trùng hợp đến kỳ lạ liệu quân có phải là người tôi cần tìm hay không bây giờ hỏi thẳng ra thì không được thế nên tôi kiếm cớ đường xa ở quê mới lên nên xin ở lại nhà quân một hôm tôi đã mặt dày như vậy nên quân muốn từ chối cũng không được tất nhiên để tỏ lòng thành tôi có đi ra quán nhậu gần đấy mua mồi và két bia về đêm hôm ấy hai người chúng tôi uống cả đêm trời cũng khá nóng nên quân cũng cởi trần và tôi đã dùng điện thoại chụp lại quả nhiên là có một vết sẹo trên ngực trái được che bởi một hình xăm hình con rồng đêm hôm ấy tôi ngủ lại nhà quân tại trong người có chút men bia sợ đi đâu gặp cảnh sát giao thông nên tôi xin ngủ lại tính ngày mai rồi đi đêm hôm ấy tôi đi ngủ sớm muốn đem bức ảnh kia cho chú thành vào ngày mai chợt nửa đêm tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc là con của quân nó khóc lớn lắm cứ liên tục gọi mẹ ơi mẹ ơi quân thì ngủ say như chết dường như gã chẳng để ý đến con mình Tôi loạn choạng đứng dậy Mở cửa phòng thì thấy cửa phía sau nhà ra vườn mở toang Đứa trẻ ngồi đấy trên bậc cấp bước xuống vườn Nó khóc thút thít Vừa khóc vừa nói Mẹ ơi Mẹ hôm nào cũng ở ngoài đấy không thấy lạnh à Tôi lấy làm tò mò Chân bước lại gần nó Mắt nhìn ra vườn nhưng có thấy ai đâu Vừa thấy tôi đứa bé lại khóc lớn hơn Bác ơi Bác gọi mẹ cháu vào đi Hôm nào mẹ cũng đứng ngoài đấy Cháu có gọi thế nào mẹ cũng không vào Tôi nhìn mặt nó đang khóc sưng cả mắt Với lại 54 tuổi làm gì biết nói dối Nhưng nó đang nói ai tôi vội hỏi Cháu đang nói chuyện với mẹ à Nhưng mẹ cháu đâu Chú đâu có thấy Nó chỉ tay vào một góc đất cuối vườn rồi bảo Mẹ ở kia Tôi nhìn theo thì thấy đó chỉ là một mô đất bằng phẳng, cỏ dại mọc um tùm, chưa đâu có thấy gì. Đứa trẻ nhìn tôi. Chú không thấy mẹ cháu à? Tôi lắc đầu. Chắc cháu ngủ mớ rồi. Thôi, đi vào ngủ với chú. Nói xong tôi muốn dắt tay đứa trẻ đi, nhưng nó vẫn một mực không chịu. Nó cứ khư khư chỉ tay về phía đấy, sau đấy nói. Mẹ bảo mẹ không vào được, mẹ gọi chú ra gặp mẹ kia mẹ bảo có quen chú tôi ngạc nhiên quen chú mẹ cháu là ai nào đứa trẻ trả lời rành mạch kèm theo tiếng khóc nức nở mẹ thùy mẹ bảo mẹ đang nằm dưới đất nên mẹ không vào nhà được chú giúp mẹ cháu đi nghe đến đây đầu tôi như bị xét đánh tại sao lại là thùy vậy theo lời đứa bé này thì suy luận của tôi là đúng nghĩ đến đây tay chân tôi run rẩy chẳng nghĩ ngợi được gì nữa mà chạy ra ngoài vườn Mày là trong vườn tôi tìm được một cây cuốc đã cũ Nhanh chóng đi lại cho vùng đất cuối góc vườn Nơi đứa bé kia chỉ mà đào lên Không biết tôi đào được bao lâu thì đầu lưỡi cuốc đã chạm phải một vật cứng Tôi dùng điện thoại của mình soi vào thì tá hỏa Ở phía dưới có một cái đầu lâu Tôi đun đun sợ hãi đánh đôi cây cuốc xuống đất Thì đứa trẻ kia hô lên Mẹ sắp được vào nhà rồi Cảm Nó còn chưa nói xong câu Thì gã quân đã xuất hiện ở phía sau nó Lấy tay túng lấy cổ áo thằng bé ném ra phía sau Mặt hậm hực nhìn lại chỗ tôi Trên tay còn lăm lăm con dao Thái Lan sắc bén Còn mẹ mày Mày nhìn thấy thứ không nên thấy rồi Tôi nốt nước bọt Lấy điện thoại ra ấn 113 Quân thấy thế đào nhanh về phía tôi Lúc này tôi vẫn còn hoảng loạn muốn ấn gọi đi cũng ấn nhầm sang phím khác quân bây giờ đã áp sát lại tôi cả vùng con dao từ trên xuống dưới muốn bổ thẳng vào sọ tôi vậy kiểu này là gã đang muốn giết tôi rồi tôi hoảng loạn né mấy lần may mà lưỡi dao không chạm đến nhưng dù tôi có tránh thế nào cũng không thể tránh hết như phim hồng kông được chẳng mấy chốc tôi đã bị gã chém một phát vào bắp tay cơn đau dữ dội chuyển đến Máu tươi theo đó chảy ướt cả áo Máu chảy nhiều làm tôi dần kiệt sức Chỉ tránh thêm được mấy nhát Mà đã vô tình bước lùi trúng cái hố Mình mới đào lúc nãy Ngã sóng xoài xuống mô đất bên cạnh Tôi biết mình bây giờ muốn chạy cũng khó Đành phải khóc lóc van xin hắn Anh Quân đừng giết tôi Xem như tôi không thấy gì đi Tôi van anh lại anh Gã đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mặt dữ dằn quát muộn rồi hôm nay mày đừng mong mà sống cho mày chưa cái tội tò mò vừa nói hắn dứt khoát vùng dao lên lần nữa dùng hết sức bình sinh hắn có vùng xuống vào thời khắc cuối cùng của mình bản thân tôi lại thấy hối hận tại sao mình lại đến đây tại sao lại vô duyên vô cớ dính tới mấy chuyện này để bây giờ phải chết tôi theo phản xạ đưa hai tay che đầu mắt nhắm chặt bất lực chờ lưỡi dao kia chém tới nhưng trong lúc chờ đợi tử thần đến đón một âm thanh rất lớn vang lên là tiếng súng vài giây sau tôi cũng chưa thấy đau đớn gì tôi hé cặp mắt của mình ra chỉ thấy con dao thái lan đã rơi xuống đất cả cơ thể quân như bị điện giật rồi ngã xuống đất cạnh đó dãy dụa mấy cái từ phía hàng rào cao quá thân người xung quanh khu vườn tôi trông thấy có năm sáu bóng người thay nhau nhảy vào là cảnh sát nhưng nãy giờ tôi đã kịp gọi đâu cho dù có gọi cũng không thể nhanh đến vậy được phía ngoài nhà chính tôi nghe thấy tiếng cửa bị ai đó phá ra vài giây sau thì thấy chú thành chạy vào đèn điện trong nhà được bật sáng trưng mấy chiến sĩ nhanh chóng áp sát đè lên người của quân rồi nhanh chóng còng tay hắn ra sau hắn không bị làm sao Nãy chắc là bị đạn cao su bắn Chú Thành đi tới chỗ tôi chú nhíu mày Anh thật là manh động Chúng tôi đã cho theo dõi hắn ta từ sáng Lúc chiều còn tưởng cậu là đồng bọn của hắn nữa chứ Nếu chúng tôi không ra tay kịp thời chắc cậu đã chết rồi Tôi nén đau đớn nhìn xuống hố rồi nói Chú ơi, Thủy, cô ấy Chú Thành nhìn xuống theo tôi Chỉ thấy mấy mảnh xương trắng cùng hộp sọ Chú nhắm chặt mắt quay đầu không dám nhìn Rồi chú cho người đào tiếp cái hố kia lên Còn tôi được sơ cứu tại chỗ Trong quá trình khám nghiệm hiện trường Bộ công an thu được một bộ xương người hoàn chỉnh Mẫu được gửi đi xác nghiệm ADN xem nạn nhân là ai Trong nhà họ còn thu được mấy bánh heroin Cùng một số chất cấm các loại Tôi và đứa bé cũng được đưa về đồn Ngồi trên xe cùng đứa trẻ Tôi thấy vẻ mặt nó tươi cười Tay nắm lấy tay tôi rồi nói: "Chú ơi, mẹ cháu bảo chú là bố cháu." Tôi ngây ngốc nhìn nó. "Bố? Là sao? Sao chú lại là bố cháu?" Đứa trẻ cười hì hì, chỉ tay vào hàng ghế trên thùng xe đối diện. "Mẹ cháu vừa bảo đấy, chú là bố cháu." Tôi liếc mắt nhìn theo, nhưng ngoài không khí thì chẳng thể thấy được Thủy. Tôi biết cô ấy chỉ cho mỗi con cô ấy nhìn thấy. Tôi muốn nhìn, muốn nói chuyện cũng không được Tuy tôi chẳng biết nó có là con tôi thật không Nhưng mà trông nó ngây thơ tội nghiệp Tôi cũng không nỡ đẩy nó ra mà ôm chặt nó vào lòng Xoa xoa cái lưng dỗ nó ngủ say Thời gian sau, kết quả xét nghiệm ADN của hải cốt kia cũng có Bên pháp y xác nhận đó đúng là thủy năm xưa Họ còn phát hiện trong nhà có mấy vật dụng lưu lại dấu vết ADN của Thủy kèm theo máy camera an ninh thu được, tòa xác định quân chính là hung thủ của hai vụ án mạng kia. Quân này hết đường chối cãi, cả bị tòa phán tử hình vì tội hiếp dâm giết người, tàng chữ mua bán chất cấm và tội bạo hành trẻ em. Hắn có khai, trước đây bị phát hiện bé Bin không phải là con của mình nên hắn lên cơn ghen. Trong một lần phê thuốc, hắn đã nhận tâm ra tay sát hại Thủy và chôn xác cô ấy sau nhà giấu kín đến tận ngày hôm nay còn tâm vốn là một cô gái trẻ ở quê lên thành phố xin việc nhưng vừa đến bến xe bớt thì bị cướp mất tiền cô ấy vô tình nhặt được tờ rơi cho vay tiền nóng nên lần theo địa chỉ đến tìm quân trong lúc hắn vẫn chưa hết cơn phê lại thấy tâm xinh đẹp nên đã ra tay hãm hiếp rồi giết hại cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi mấy năm hai mạng người oan ức cứ vậy ra đi trong tay gã tội chồng thêm tội để bây giờ hắn phải chịu án tử hình nhưng hình phạt này với hắn còn quá nhẹ cho dù hắn có chết mười lần nữa cũng không đủ còn đứa trẻ bố mẹ của thùy có ý đem về nuôi nấng nhưng chẳng hiểu sao mà nó vẫn khăng khăng đòi theo tôi cứ luôn miệng là mẹ bảo đi với bố nhưng muốn nuôi nó thì phải có giấy tờ nên tôi đã dẫn nhóc đi xét nghiệm adn kết quả là tôi đúng là bố ruột của nó và nó là con chung của tôi với Thủy lúc hai đứa yêu nhau. Nhưng tại sao cô ấy không nói cho tôi biết? Tại sao lại giấu tôi chuyện này để nhận kết cục như vậy? Lý do này tôi chẳng thể nào biết. Ngay cả quân khi ra tòa cũng không hé răng nửa lời. Bố mẹ của Thủy cũng vậy. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng muốn liên quan tới chuyện quá khứ. Tôi muốn bản thân mình thật tốt để có thể chăm sóc cho đứa con trai 4 tuổi của tôi. Hai năm sau tôi còn đang ngái ngủ trên chiếc giường quen thuộc Thì bị một tiếng bé trai đánh thức Bố ơi, dậy đứa con đi học Tôi nghe vậy giật mình bật dậy Xem điện thoại đã là 6 giờ 30 phút Tôi tá hỏa thốt lên Chết, cô Bình lấy bố cái áo muộn giờ rồi Chỉ thấy con trai tôi đứng ngay cạnh giường Cười hì hì ngây thơ vô số tội <laughs> Bố bị lừa rồi Hôm nay chủ nhật Bố hứa dẫn con đi chơi công viên mà Thơm bố yêu cái nào Tôi bất lực với nhóc này Ôm nó lên giường hôn vào má mấy cái Rồi mỉm cười Cụ bình của bố đáo để ghê Hôm nay bố đi chơi với con rồi Chúng ta tới thăm mẹ nhé Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên Và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai Giếng ma của tác giả Kiến Lương người ta đồn cái giếng đấy có ma vì bình thường nước dưới giếng sẽ rất trong nhưng cứ vào ngày rằm trăng tròn là nước lại đỏ ngầu như màu máu thậm chí còn bốc mùi tanh tưởi người dân ở làng này chẳng biết cái giếng do ai đào từ bao giờ và tại sao nước dưới giếng lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy chỉ biết rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ đã nhìn thấy cái giếng nằm ở đó truyền thuyết về cái giếng cũng được lưu truyền từ đời này sang đời khác cứ thế cả làng chẳng một ai dám dùng nước giếng để sinh hoạt bọn trẻ con thì bị cấm chơi gần cái giếng trước có ông thầy bói mạnh dạn đến cái giếng kiểm tra còn múc một chút nước để uống ba ngày sau thì cả làng nghe tin lão đã chết bất đắc kỳ tử điều đó càng khiến dân làng sợ hơn còn vót cọc nhọn quay xung quanh chiếc giếng vì sợ bỏ nhà ai liên lạc ngã xuống hay bọn trẻ vô ý tìm vào đó chơi cũng có vài người đồn thổi rằng Do cái giếng nằm trên một nghĩa địa Toàn xương với thịt người nên mới vậy Hoặc oan hồn những người đã chết Vẫn còn bị thứ gì đó chấn yểm ở dưới giếng Nên xung quanh mới xảy ra nhiều việc kỳ dị như vậy Cũng nhiều lần những người trong làng Tập trung lại quyết định lấp cái giếng đi Nhưng đám trai làng khỏe mạnh Vừa mới bổ nhát xà beng vào thành giếng Đã bất thình lình ngã vật ra đất như người chết Từ đó chẳng ai dám bén mảng đến gần chiếc giếng lấy nửa bước. Mấy nhà ở gần đó cũng phải chuyển ra xa xa để không phải chịu cảnh kinh sợ mỗi khi vô tình nhìn thấy cái giếng đó. Nhà bà Ngân gần như là hộ già nhất trong làng vì năm nay bà đã gần 80 rồi. Trần yếu, mắt kèm nhèm, nhưng ngày ngày bà vẫn phải ra đồng, mò cua bắt ốc nuôi thằng cháu đần đột. Thằng cháu bà Ngân là cháu đích tôn, sau khi con trai và con dâu đều chết vì tai nạn Thì bà nuôi nó Thằng Hữu tuy đã 16, 17 tuổi Nhưng tâm hồn thì cứ như đứa trẻ lên ba Bà ngần khổ tâm lắm Nhưng cháu mình bảo vứt bỏ Thì làm sao mà nỡ Chính vì vậy Khi đã ở cái tuổi gần đất xa trời Bà ngần vẫn ngày ngày làm lụng vất vả Kiếm từng đồng từng cắt nuôi thằng cháu dở dở ương ương Xóm làng thấy bà cháu bà ngần như thế thì cũng thương thi thoảng người này người kia đem cho chút bánh trái hay miếng thịt để bà cháu sống qua ngày. Vất vả là vậy, nhưng bà Ngân chẳng bao giờ than trách hay mắng chửi cháu thằng Hữu, ngược lại còn tìm cách chạy chữa cho thằng cháu. Nghe người này người kia mách cách, nào là thằng Hữu bị ma nhập nên mới đần độn như vậy, kêu bà mời về, thầy về cúng. Bà Ngân vui mừng đi tìm thầy ngay. Giọt hết số tiền ít ỏi chỉ mong thằng cháu hết đần độn, là bà đã vui lắm rồi Chứ đừng nói đến thông minh như con người ta ấy thế mà cuộc đời đúng là tận cùng của bất công với cuộc đời bà Cũng kiến đủ cả mà thằng Hữu vẫn ngơ hoàn ngơ Chẳng có vẻ gì là khỏi bệnh cả Bà ngần tuyệt vọng ngồi trong cái ổ rơm quen thuộc Mắt lèm nhèm nước mắt nhìn thằng Hữu mà đau đớn chăm về Bà ngần đương nhiên cũng biết về cái giếng ma Và những câu chuyện kỳ dị xung quanh nó Cơ mà, so với những nhà khác, bà còn vất vả hơn để canh thẳng hữu, không mò ra cái giếng chơi. Trượt chân lộn cổ xuống đó thì khổ, vì cháu bà đâu như cháu người ta. Chính vì thế, mỗi lần ra đồng bắt tôm bắt tép, bà ngần đều nhốt thằng hữu ở trong nhà. Mặc thằng cháu con la lối đập phá thế nào, bà cũng chẳng mùi lòng. Bà tự nhủ còn sống ngày nào, phải bảo vệ thằng hữu ngày đó, Thằng Hấu ở nhà đập phá chán chê Lại lăn ra chiếc ổ rơm của mình nằm ngủ khèo Đói thì mò dậy lục cơm ngồi ăn Chờ đến khi mặt trời xuống núi bà ngần về Cuộc sống của hai bà cháu cứ thế trôi qua Những tưởng sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến một ngày Hôm đó trời nắng trang trang Nóng ơi là nóng ấy thế mà bà ngần vẫn đeo cái giỏ mây bên hông Trần trần bước xuống ruộng Hai cẳng chân bà gầy go trơ xương bên ngoài chỉ có tí da dính vào bà vừa bước xuống ruộng đã suýt ngất vì mùi bùn thọc lên mũi bên trên lại mặt trời nóng như đổ lửa nhưng nghĩ đến thằng hữu bà ngần lại cố gượng nhấc từng bước chân khó nhọc lần tìm thật kỹ trong những cuống giả dạ. may sao được con ốc may mắn hơn thì được con cua trời càng về trưa càng nắng gắt mồ hôi trên trán bà ngần đã bắt đầu rơi lã chã Đầu óc bà cũng bắt đầu quay cuồng đến khi không trụ được nữa. Bà ngẩn ngã ngay xuống ruộng, toàn thân ướt nhẹp, đau đớn nhắm mắt lại. Bà nghĩ về thằng cháu vẫn đang đợi bà về, nước mắt từ hai khóe mi nhăn nhau trào ra. Bà ngẩn tưởng mình đã chết, nhưng chẳng hiểu sao khi mở mắt ra lại đã đứng trước cửa nhà mình, toàn thân vẫn ướt nhẹp. Bà vui mừng đi tới mở cửa nghĩ thằng hữu vẫn đang đợi mình bên trong tuy nhiên khi bà mở cửa ra nhìn vào chiếc ổ rơm quen thuộc của thằng cháu thì lại không thấy nó đâu cả bà ngân cất tiếng còi đến khan cả cổ nhưng vẫn không thấy tăm hơi của thằng hữu đâu bà ngân bắt đầu lo lắng lao ra khỏi nhà đứng giữa khoảng sân nhỏ mà cất giọng khỏi lần nữa Xong cũng như lần trước đáp lại bà chỉ là bóng đêm tịch mịch thỉnh thoảng xa xa lại vang tới tiếng chó nhà hàng xóm rủa bà sợ hãi nhìn lại chiếc ổ khóa rõ ràng là nó vẫn được đóng chốt trước khi bà mở ra mà vậy thằng cháu bà đã biến đi đâu mất và bằng cách nào không còn thời gian để suy nghĩ bà ngân cứ mặc thân hình gầy nhom đang run lên vì lạnh mà lao ra ngoài đi tìm thằng hữu bà vừa đi vừa gọi mong sao thằng cháu có thể nghe thấy mà tìm về với bà một mình bà ngần bước những bước chân rệu rã nặng trịch hai mắt ngập nước nhìn xung quanh quái lạ sao nhà nào nhà nấy đã đóng cửa đi ngủ thế này bình thường bằng giờ bà vẫn thấy mấy thím hàng xóm vẫn còn tụ tập tám chuyện về chồng của mình cơ mà nhưng điều đó cũng chẳng chiếm lấy suy nghĩ của bà ngần lâu vì bà đang phải đi tìm thằng hữu trời tối trời tăm như vậy rồi không biết nó đang ở đâu càng tìm càng không thấy thằng cháu đâu bà ngần dần rơi vào tuyệt vọng lúc này chân bà cũng đã mỏi nhừ không thể bước tiếp được nữa bà khóc thành tiếng miệng vẫn kêu tên thằng hữu một cách bất lực ánh mắt bà nhìn xung quanh như cầu cứu song xung quanh vẫn im lìm tối đen cứ như thể bên trong những căn nhà đó chẳng có người vậy một tiếng thở nhẹ cũng hoàn toàn không nghe ra bà ngân không thể bước nổi nữa mới chính thức khuỵu xuống đầu cuối phù phục như người chết nhưng đúng lúc này cái giọng lớn ngớ không rõ ràng từng chữ của thằng hữu chợt vang tới tay bà bà ơi bà ơi hữu là cháu phải không bà ngân vui mừng ngẩng đầu lên nhưng trước mặt lại không có ai Cháu đang ở đâu Về với bà Hữu ơi Không có tiếng trả lời Bà ngần lấy thất vọng cuối cuộc đầu Nhưng một lần nữa Giọng thằng Hữu lại vọng tới Bà ơi Cháu ở đây này Ở đây này Cháu ở đâu Ở đâu Hữu ơi Lần này Sau câu hỏi của bà Ngân Giọng thằng Hữu không biến mất nữa Hai mắt bà Ngân sáng rực Vội vã đứng dậy lần theo tiếng nói mà đi theo. Bà càng đi, giọng thằng Hữu càng gần, khiến bà sướng rơn vì nghĩ sắp tìm được thằng chó. Tuy nhiên, khi em thành thanh dẫn dụ biến mất, bà ngần đứng chơ chọi một mình giữa một khoảnh đất rộng bao la. Nhưng, trước mắt bà lúc này lại là cái giếng làng mà nhẽ ra nó phải nằm ở chỗ khác. Bà ngần thất kinh hồn vía, toàn thân run lập cập, hai con mắt nhăn nheo trợn trừng nhìn thẳng vào cái giếng Không thể sai được Đó chính là cái giếng mà dân làng bà đều tránh Vì xung quanh còn bao bằng cọc cỗ do mọi người tự làm Nhưng sao nó lại ở đây? Bà ngẩn kinh hồn bạt vía tự hỏi Xong còn chưa kịp có câu trả lời Thì giọng thẳng hữu lại vang lên lần nữa Tuy nhiên lúc này, giọng nói của cháu bà lại phát ra từ từ, từ từ dưới cái giếng bà ngân sợ đến nỗi không dám nhúc nhích song giọng thằng hấu gọi bà ngày một nhanh và khẩn thiết khiến bà không thể làm ngơ nghĩ thằng cháu trốn đi chơi chẳng may rơi xuống giếng nên cuối cùng bà ngân gạt hết tất cả những nghi ngờ trong lòng mà chạy tới bên cái giếng hỏng cứu thằng cháu ngờ ngạch của mình đến nơi hai bàn tay gầy trơ xương của bà ngân chống lên thành giếng cảm giác lạnh toát nhanh chóng chiếm lấy cơ thể vốn đã lạnh buốt của bà bà ngần đưa hai con mắt lèm nhèm không nhìn rõ nhìn xuống giếng miệng liên tục gọi hữu ơi hữu ơi nhưng cái giếng chỉ vọng lại tiếng của bà mà không thấy thằng cháu đâu cả dưới giếng tối thôi dù bên trên trăng sáng cả một vùng hơi lạnh thốc lên từ dưới giếng còn lạnh hơn gấp trăm ngàn lần cái cảm giác mà bà phải chịu đựng nãy giờ gọi một lúc chẳng thấy thằng hữu đâu Bà Ngân đâm đau khổ Ngồi bệt xuống Lưng tựa vào thành giếng lạnh toát Bà ôm mặt khóc lóc Nhớ tới con trai và con dâu thì lại càng thấy có lỗi Vốn định tìm cách chữa trị bệnh ngớ ngẩn cho thằng Hữu Nhưng giờ bệnh còn chưa chữa được Mà thằng cháu bà cũng bỏ mạng dưới cái giếng sâu này rồi Bà Ngân tự trách mình Nếu không phải bà nhốt nó ở trong nhà Thì đâu đến cớ sự Nhưng bà cũng chỉ vì muốn bảo vệ cháu thôi mà hữu ơi bà xin lỗi bà ngân đang khóc lóc thảm thiết thì bất chợt khựng người hai con người dừng chuyển động toàn thân run rẩy vì có thứ gì đó vừa chạm vào gáy bà từ phía sau bà ngân không dám quay lại thừa cơ hội đó thứ đó lại chạm vào gáy bà lần nữa khiến bà hét lên kinh hãi bà bà sao vậy là cháu thằng hữu đây mà một giọng nói xa lạ vang lên khiến bà ngẩn sợ hãi, càng không dám ngẩng đầu lên. Hai tay vô thức chắp lại cầu xin vong linh trước mặt hãy tha cho bà. Cho đến khi thằng Hữu cất giọng gọi lần nữa, thì bà ngẩn mới từ từ hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn thấy thằng Hữu, bà ngẩn đã ôm chầm lấy nó, nước mắt tuôn như mưa. Bà vừa khóc vừa hỏi thằng cháu đã đi đâu, sao lại đến chiếc giếng cấm này mà chơi còn suýt sợ bà chết đứng vì cứ ngỡ gặp phải ma nữa. Bà Ngân hỏi nhiều đến nỗi mà không kịp nhận ra. Người trước mặt bà lúc này là thằng hữu cháu bà, nhưng lại không phải là thằng hữu cháu bà nữa. Bà Ngân bàng hoàng phát hiện ra thằng hữu đã hết ngờ ngạch như trước. Hai con mắt đen sáng của nó khiến bà rưng rưng nước mắt. Thằng Hấu cũng nói chuyện lâu loát, chứ không mãi mới dặn ra được một chữ như trước nữa. Bà Ngân không dám tin vào mắt mình Nhìn thằng cháu một lượt rồi hỏi Có chuyện gì thế Hữu Sao cháu lại Thằng Hữu không nói gì Chỉ phóng mắt nhìn xuống cái giếng sâu Sau đó là nói với bà của mình Nước dưới giếng ngọt lắm bà Bà có muốn uống một ngụm không Bà Ngân nghe vậy thì hồn bay phách lạc Mắt trợn trường nhìn thằng cháu Lúc này Hữu cũng nhìn bà cười khen khạch trong khi hai tay đưa xuống giếng. Vài giây sau đã thấy vốc lên một vốc nước đưa cho bà nó uống. Tuy nhiên, bà ngần lại chết lặng khi nhìn vào tay cháu, vì đó không phải là vốc nước mà là một vốc máu đỏ lòng. Bà ngần sợ hãi lùi lại, nhìn chằm chằm vào mắt hữu. Nhưng lúc này, đôi mắt đen láy của thằng cháu đã biến thành màu đỏ, y hệt như màu của vốc nước trên tay nó. Trong khi đó, Thằng Hữu vẫn đưa vốc nước đến trước miệng bà nó Dí vào miệng bắt bà uống Từng giọt máu đỏ tươi Tanh tưởi luồn qua kẽ tay thằng cháu rớt vào miệng bà nó Khiến bà Ngân chỉ còn biết hét lên kinh hãi Bà Ngân choàng tỉnh dậy Cả người mướt mồ hôi Hơi thở hồn hển Như người vừa mới từ một huyệt mộ chui lên Hàng xóm nhìn thấy bà như thế thì vô cùng lo lắng Một thím lên tiếng hỏi Bà Ngân, bà tỉnh rồi đấy à? Gớm, trời nắng trời nôi bà còn ra đồng làm gì để ngã vật ra đó. Cũng may có bác lầm đìa, vớt lưới thấy liền cõng bà về. Không thì... Thiếm hàng xóm đang nói thì dừng lại vì thấy gương mặt bà Ngân đã xanh như tàu lá chuối. Sau khi trận tính lại, bà Ngân cũng đã hình dung ra mọi chuyện. Vậy là tất cả những cảnh tượng mà bà ngỡ là thật đó lại chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Bà Ngân nhìn lần lượt từng người hàng xóm thân quen Rồi chợt nhớ ra thằng Hữu mới cuộn cuộn Rồi khỏi ổ rơm định đi tìm nó Nhưng bác Lâm đã ngăn bà Ngân lại Dường như hiểu được điều bà đang lo lắng là gì Nên nói luôn để cho bà yên tâm Bà định đi tìm thằng cô Hữu chứ gì Bà khỏi lo Cứ nằm yên mà tĩnh dưỡng Thằng gà cô Hữu nó đang chơi ngoài sân rồi Nghe bác Lâm nói bà Ngân mới đưa mắt ngó ra sân Quả nhiên là cháu bà đang ở đó Nhưng lại là thằng cháu ngờ nghịch Đần độn như trước này của bà Chứ không phải thằng cháu thông minh với đôi mắt sáng Đã xuất hiện trong giấc mơ Bà Ngân bất giác thở dài Trong lòng trở dâng lên một nỗi thất vọng kỳ lạ Lúc này hàng xóm cũng rủ nhau về hết Để lại một mình bà Ngân với nỗi chăn trở Và thằng cháu khờ dại vẫn đang chơi ngoài sân kia Bà Ngân nằm trên ổ rơm mà chẳng tài nào chợp mắt. Những hình ảnh của cơn ác mộng đêm qua hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhớ lại cảnh thằng Hữu cố bắt bà uống bốc máu trong tay nó, bà lại thấy buồn nôn. Nhưng ở một góc sâu thẳm, bà Ngân lại đang thèm thuồng nhìn thấy hình ảnh thằng cháu thông minh với đôi mắt đen láy như hai hạt đỗ. Nghĩ quẩn quanh một lúc mà vẫn không tài nào ngủ được, bà Ngân mới trở dậy đi ra ngoài. Bà ngồi trước thằng Hữu Nhìn thằng cháu một cách xót xa Thằng Hữu chẳng biết gì Hai mắt chúi mũi vào mấy con rán một cách thích thú Nước dãi chảy tùm lum Cũng không biết đường mà lo Bà ngần thở dài Giá mà thằng Hữu trở lại như trong giấc mơ của bà Thì tốt biết mấy Cơn ác mộng đó dẫu kinh hoàng Xong trong đó Thằng cháu bà lại vô cùng minh mẫn Chứ không đần độn như bây giờ Lúc này thằng hữu mới dùng tay bắt một con rán đang bò dưới sân định cho vào miệng thì bị bà ngần nhìn thấy ngăn lại bà đánh vào tay thằng cháu nhỏ nhưng nước mắt lại trào ra bà ngần nghĩ nếu thằng cháu bà không bị bệnh thì chẳng làm ra mấy cái trò gớm ghiếc như thế này bà ước gì thằng hữu khỏi bệnh lúc đó bà có chết cũng cam lòng bị bà đánh thằng hữu bù lu bù loa lên khóc giận dỗi chồng cả mông vào bà bà ngần đau khổ nhìn thằng cháu bất ngờ trong đầu vụt lên một suy nghĩ bà ngần nghĩ gì đó rồi lại tự lắc đầu nguầy nguậy tự cho bản thân mình già rồi sinh gàn dở nhưng một cách thật kỳ lạ suy nghĩ đó cuối cùng vẫn chiếm lấy tâm trí bà đoạn bà ngần đứng thẳng dậy dù chiếc lưng còng khiến bà đau nhức nhối tiếp đó Bà lôi sảnh sạch thằng hữu từ ngoài sân vào trong nhà đóng cửa lại Mặc thằng cháu ra sức kháng cự Xong xuôi Bà ngần bước ra khỏi căn nhà tồi tàn của hai bà cháu Men theo con đường đê mà đi đâu đó Nơi bà ngần tìm đến là một ngôi nhà lụp sụp bẩn thỉu Đứng từng ngoài đã người thấy mùi hôi thối bốc lên Bà ngần sau khi gõ cửa Chờ một lúc thì có một bà lão chạc tuổi bà Nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng tỏ ra mở cửa. Đấy là bà Huê, một bà thầy bói mà như dân làng nói là đã hết thiên từ lâu rồi. Tuy nhiên, đối với bà Ngân, chỗ này chẳng ai tinh thông hơn bà Huê, nên nếu có việc gì cần hỏi bà Ngân đều tìm đến đây. Bà Huê tiếp đón bà Ngân một cách nồng hậu vì chẳng mấy khi nhà có người đến chơi. Bà rót cho người bạn già của mình một cốc nước mặc cái cốc bẩn như thể cả năm rồi không rửa bà ngân vẫn ngửa cổ lên tu một ngụm hết cạn cốc nước chè nước xong xuôi bà ngân mới kể cho bà huê nghe về giấc mơ hôm qua của bà bà huê nghe một cách rất chăm chú thì thoảng hai hàng lông mày lại nhăn rịt lại vẻ khó chịu vô cùng bà ngân kể xong liền hỏi bà huê bà có nghĩ nước giếng đó có thể giúp thằng khấu cháu tôi hết bệnh ngờ ngạch không bà huê tỏ ra đăm chiêu không trả lời ngay bà đứng lên đi đi lại lại một lúc rồi mới nhìn thẳng vào bà ngần điều này thì tôi không thể khẳng định được nhưng mà tôi biết chắc một điều mỗi giấc mơ đều mang ý nghĩa riêng của nó dù là giấc mơ đẹp hay là cơn ác mộng tất cả đều có căn nguyên hay để hướng dẫn một điều gì đó nghe bà huê nói vậy bà ngân càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của mình trong lòng đã hạ quyết tâm sẽ dùng nước giếng đó để chữa bệnh cho thằng hữu nhưng khác với bà ngân bà huê vẫn còn điều băn khoăn nói là nói vậy nhưng dù bà có muốn cũng đâu thể dễ dàng lấy được nước dưới giếng thậm chí chỉ cần bà bén màng đến gần cái giếng đó thôi đã bị dân làng bắt lại rồi Câu nói của bà Huê khiến bà Ngân tỉnh ra. Bà Huê nói không sai. Dân làng này đều cho rằng cái giếng có vấn đề nên không dám lại gần hoặc cho ai lại gần. Chính vì thế, nếu biết việc bà định làm kiểu gì, họ cũng bắt trói bà lại. Nhưng dù thế, bà Ngân cũng không có ý định từ bỏ ý định của mình. Khảo khát chữa bệnh cho thằng cháu đần độn lớn hơn nỗi sợ hãi trong bà rất nhiều. Cuối cùng, bà Ngân đứng dậy một tay đặt lên chiếc lưng còng một tay vung vẩy trong không trung bước qua cánh cửa nhà bà huê bà định à, lấy nước giếng kiểu gì bà ngần quay lại ánh mắt nhăn nheo nhìn bà huê tôi sẽ có cách còn bà tuyệt đối không được nói chuyện này với ai đâu đấy tối đó đúng mười hai giờ đêm bà ngần cầm chiếc đèn dầu xoay vào chiếc ổ rơm của thằng hữu thấy thằng cháu vẫn nằm ngủ ngon lành miệng ngáy khò khò bà liền mỉm cười rồi bước ra nhẹ nhàng khóa cửa đêm nay trời không có trăng nên bà ngân chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu mà bước đi bên hông còn đeo một chiếc ống nhựa nhỏ bây giờ mọi người đều đã ngủ say nên không ai chú ý đến bà bà ngân mò mẫm đi về phía cái giếng tay đặt lên thành giếng vẫn là cảm giác lạnh thấu xương tủy như đêm qua. Bà nhớ lại tối qua thằng cháu bà chỉ cần đưa tay xuống giếng đã vốc được một vốc nước lên. Bà không tin vì ban sáng nhìn nước dưới giếng cạn dí, xong vẫn thở. Điều khiến bà ngần lạnh sống lưng đó là sau khi đưa chiếc ống nhựa xuống giếng. Khi đưa lên thì trong đó lại có nước. Mà không phải nước, đó chính là máu đỏ ngầu, tanh tưởi y hệt trong giấc mơ của Bà bà ngân sợ hãi tột độ cứ nghĩ đây lại là một cơn ác mộng khác nhưng bà nghe rõ cả được tiếng thở hổn hển của mình chứng tỏ đây không phải là mơ mà là sự thật bà đun đẩy cầm ống nước đỏ lầu trong tay lẫm chậm quay người bỏ đi chợt có tiếng chó sủa ở đâu đó khiến bà ngân thoát tim đứng khựng lại cả người run cầm cập vì ngỡ có ai đang đi tới một lúc không thấy chuyện gì xảy ra Bà Ngân mới ôm ống nước trước ngực Đi như chạy thoát khỏi cái tiếng Ở đằng sau Từ dưới giếng bất ngờ vang lên những tiếng cười khành khạch Nhờ âm thanh của quỷ dữ Vừa mới thoát khỏi việc bị chấn yểm Bà Ngân về đến nhà Mới hoàn hồn tay vẫn giữ khư khư ống nước giếng trong tay Lúc này Toàn thân bà đã ướt đẫm vì mồ hôi túa ra Hai chân mềm nhũn, song vẫn cố lết tới chiếc ổ rơm của thằng Hữu Bà lay thằng khấu dậy Thằng cháu mắt nhắm mắt mở nhìn bà Nhưng chỉ cười Đoạn bà ngần đưa ống nước đỏ âu ra Mở nắp Lập tức cái mùi tanh Nồng sộc vào mũi Khiến cho bà suýt nôn Bà đưa cây ống cây tẩm đến trước miệng thằng hấu ra sức dục Uống Uống nhanh đi cháu Uống thứ này vào rồi cháu sẽ giống như những đứa trẻ khác Thằng khấu mặc dù đần độn xong nhìn màu sắc và nhất là mùi vị của thứ nước mà bà đang cố đổ vào miệng nó thì cũng bắt đầu sợ hãi trốn tránh không uống bà ngần vật lộn với nó mãi không được cuối cùng đành phải ghè miệng nó mà đổ trực tiếp vào thằng hữu bị bà giữ cả hai tay hai chân nên không làm gì được cứ thế uống hết nguyên cả ống nước viếng uống xong thằng hữu mới khóc ré lên dùng tay cào cấu bà nó Bà Ngân thở phào Cuối cùng cũng xong Nhưng khi nhìn chút máu còn vương lại ở mép thằng hữu Bà Ngân lại nổi ra gà Tưởng mọi việc như thế đã xong Bà Ngân định mò tới ổ rơm của mình để ngủ Nhưng bất thình lình Thằng hữu lăn đùng ra ổ rơm Hai mắt mở trừng trừng Toàn thân nóng lạnh luân phiên Bà Ngân hốt hoảng ôm lấy thằng cháu Nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng khi uống nước giếng mà thôi. Trái lại khi nghĩ đến cảnh đứa cháu 16, 17 tuổi có thể bình thường như con nhà người ta mà bà không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt đục ngầu thi nhau rơi xuống khuôn mặt tà nua. Trong khi đó, toàn thân thằng hữu đột nhiên co giật, khi nóng khi lạnh rất khó chịu. Cơn co giật chỉ diễn ra một lúc là dừng lại. Lúc này, thằng hấu đã nằm yên ngủ như chẳng hề có việc gì. Bà ngần nhìn thằng cháu mà rớt nước mắt lòng phấp phổng chờ mong đến ngày mai. Bà Ngân lối hối dọn dẹp một lúc rồi cũng chui vào ổ rơm của mình. Chiếc đèn dầu đã tắt từ lâu, làm căn nhà tranh nhỏ bé của hai bà cháu, chìm hẳn vào bóng tối. Nhìn thằng cháu cuộn tròn trong góc ổ rơm, rên hừ hừ, bà Ngân lại giật mình, đi đến bên. Bàn tay nhăn nheo của bà sờ lên trán thằng cháu, thấy nóng ran, vài giây sau đã lạnh ngắt. Nhưng bà Ngân không thấy lo lắng vì bà cho rằng điều đó chứng tỏ nước giếng đã có tác dụng đối với cơ thể của cháu bà. Bà Ngân giặt chiếc khăn mặt cũ kỹ, lau chán cho chó. Suốt đêm ấy, bà nó chỉ ngủ chập chờn một lúc lại dậy xem cháu thế nào. Thằng hữu sốt cao mê man bất tỉnh. Lúc bà Ngân mệt quá thiếp đi bên ổ rơm thì lại lờ mờ, nghe thấy tiếng lục đục. Còn có cả tiếng nói cười khành khạch nhưng bà đã không đủ tỉnh táo Để nhận ra nó thuộc về ai nữa Sáng sớm hôm sau Thằng Hấu mở mắt Đôi mắt nó đen láy linh lợi khác hẳn ngày thường Nó đưa mắt nhìn người bà Đang nằm bên ổ rơm rồi ngồi dậy Đi ra ngoài Ánh mặt trời buổi sớm mai chiếu xiên xiên Những sợi nắng màu như van lấp lánh sáng Nó nhào nhắm mắt nhìn ánh nắng Miệng hơi mỉm cười Thằng Hấu đứng như vậy rất lâu tới tận khi nghe tiếng gọi Hữu ơi! Hữu! Thằng Hữu nghe tiếng gọi tên mình liền quay lại nó quay đầu thấy bà nó đang lòng khổng chậm chạp đi ra cửa mắt nhèo lại nhìn bà ngần vừa nhìn thấy thằng Hữu đã thất kinh hồn vía suýt ngã vật ra sau thần hình cao lớn gương mặt sáng sủa ánh mắt linh lợi của thằng Hữu đang nhìn bà khiến bà sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng rất nhanh Bà nhớ lại mọi chuyện tối qua thì đã ý thức được mọi chuyện Nước mắt bắt đầu rơi như mưa trên gương mặt khắc khổ Bà ngần không kìm được lòng Vội chắp tay khấu tạ khắp mười phương tám hướng Miệng lẩm bẩm tạ ơn trời Phật Ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho thằng cháu bà khỏe lại Tuy nhiên lúc bà làm những việc này trong đầu bà chợt hiện lên cái thứ nước giếng đỏ lòm mà bà đã ép thằng khấu uống tối qua điều đó khiến hai mắt bà ngẩn run rẩy bà cố để gạt cái thứ đó ra khỏi đầu nhưng quỷ tha ma bắt nó đi thứ đó như những chiếc xúc tua cứ cố tình bám dính lấy tâm trí bà thằng hấu thì không nói năng gì quay đầu tiếp tục nhìn ánh nắng mỗi ngày một lên cao chiếu thẳng vào người nó khóe môi thằng hấu nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn nó đang cười với ai đó rõ ràng là không phải bà nó rồi thằng Hữu vươn vai vui vẻ quay người nhìn bà Ngân đang lập cập đứng sau lưng. Tay vẫn chấm chấm khóe mắt giả nua. Cuối cùng nó nở một nụ cười sảng khoái. Tôi đói rồi, trong nhà còn có thứ gì ăn không? Câu nói của thằng Hữu khiến bà Ngân chết lặng. Rõ ràng đây không còn là lời của một đứa trẻ nói ra nữa, mà chính xác hơn phải là lời của một thanh niên trưởng thành mới đúng. Bà Ngân còn chưa kịp làm gì Thằng Hấu đã đi thẳng xuống bếp Lục lọi tìm tòi Sau một hồi tìm kiếm Nó cũng tìm được một con gà bà nó cất trong trạng từ bao giờ Từ con gà bốc mùi hôi thối Còn có giỏi bỏ bò lộm ngộm nữa Nhưng thằng Hấu vẫn cầm lên Xé cái đùi đưa lên miệng nhồm nhòm gặm Nó gặm một thôi một hồi hết Hơn nửa con gà thì dừng lại Nó đưa tay lau miệng Cất chỗ thịt thừa vào chạn Đi lên nhà bà ngân đứng nhìn thằng hữu mà chết lặng trong lòng có chút sợ nhưng sau đó lại tự chấn an mình thằng cháu bà ăn khỏe như thế bà nên vui mới phải dù gì thì việc nhà bà thường xuyên ăn đồ thiêu cũng không phải là chuyện lạ gì bà ngân nghĩ thế nên liền vui vẻ cười để ý thấy thằng cháu đang đi tới vỗ vỗ cánh tay bà lỡ tôi khỏe rồi tôi sẽ đi kiếm gạo kiếm thịt cho bà ăn bà không cần phải đi mò cua bắt ốc nữa Nói rồi thằng Hữu đi vào bếp, sau đó xách theo con dao, đi thẳng ra ngoài cổng. Bà Ngân đứng trong nhà, vừa mừng vừa sợ. Thằng Hữu trước đây ngờ ngạch nhưng ngoan ngoãn, bây giờ nó khỏi bệnh rồi. Không hiểu sao, bà cứ có cảm giác xa lạ, không giống thằng Hữu cháu bà. Nó có vẻ mạnh mẽ xa cách với bà hơn hẳn, làm trong lòng bà có chút buồn. Nghĩ ngợi mông lung một hồi, bà đã giếng để rửa mặt vừa bước tới cái giếng ngó đầu xuống bà ngân đã lạnh toát cả người khi nhớ lại khung cảnh tối qua nhưng nước dưới giếng nhà bà trong vắt chứ không đỏ ngầu tanh tưởi như cái giếng kia bà ngân tự thở hắt ra rồi kéo nước lên dùng tay vốc một bốc nước phả lên mặt nước mắt lạnh làm bà nó tỉnh táo hơn suy nghĩ cũng thông suốt hơn thằng hữu xa cách với bà hơn thì đã sao Kể cả nó không cần bà nữa Bỏ đi nơi khác kiếm sống Thì bà cũng vui lòng Bà ngần này tuổi rồi Sống cũng chỉ tính bằng ngày bằng tháng nữa thôi Chỉ cần thằng hữu khỏe mạnh Khôn ngoan Cưới vợ sinh con là bà thỏa nguyện Chết cũng nhắm mắt rồi Nghĩ được như vậy Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn Bà ngần ngửa đầu nhìn lên bầu trời Xanh ngắt trên cao Mấy cánh cây xào xạc trong gió Đột nhiên những tiếng cười khanh khạch phát ra từ dưới giếng tối qua lọt vào đầu bà bà ngần hơi rùng mình nhưng lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ đó chắc bà nghe nhầm rồi chiều hôm qua xóm giếng đều đã đi ngủ hết lấy đâu ra tiếng cười khanh khạch hơn nữa cũng nhờ nước dưới giếng mà thằng hữu mới khỏi bệnh bây giờ lại khỏe mạnh khôn ngoan được như thế bà đang nghĩ sau chuyện này con nên nói lại với mọi người để mọi người gỡ đào chắn xung quanh cái giếng không bà ngân tủm tỉm cười đi vào bếp thấy non nửa con gà mà thằng hữu ăn dở còn vứt đó bà bác nổi nước với mấy nắm gạo lên bếp quyết định sẽ nấu nồi cháo gà tẩm bổ cho thằng hữu dù lúc nó ra khỏi nhà non có vẻ khỏe mạnh nhưng mới sau một đêm khỏi bệnh kiểu gì thằng cháu bà cũng chưa khỏe hoàn toàn nghĩ vậy bà ngân nhóm bếp lửa bập bùng nổi lên Bà cho nửa con gà vào nồi gạo rồi đổ nước vào. Bà nhìn thấy vài con dòi trôi, lèo phèo nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Lập tức đẩy vung lại. Càng nghĩ về việc thằng Hữu đã khỏi bệnh, bà ngẩn càng thấy vui. Và niềm vui đó đã ở cùng bà suốt cả ngày. Bà nhìn lên trời, mới đó mà mặt trời đã xuống núi từ lúc nào. Nhưng thằng Hữu thì vẫn chưa thấy trở về, khiến cho bà rất lo lắng. Bà Ngân định đi tìm thằng cháu Xong lại chẳng biết tìm ở đâu Cứ thế ngồi thấp thỏm không yên Mãi đến tối mịt Thằng Hữu mới trở về Lúc này bà Ngân mới thở phào nhẹ nhõm Thằng Hữu bước qua cánh cổng sộc sạch Nhìn thấy bà nó đang ngồi bên hiên Cây đèn dầu chiếu ánh sáng yếu ớt Bà Ngân vặn cây đèn nhỏ nhất Khiến ánh sáng chỉ nhỏ xíu như hạt đậu Lúc này Thằng Hữu mới cười cười đưa cho bà nó một cái túi vải con con. Tiền công à, tôi làm ngày hôm nay đấy, từ giờ bà không phải lo nữa. Bà Ngân cầm lấy cái túi đổ ra tay cả một nắm xu, nhiều tiền quá bà mừng mừng tuổi tuổi nhìn đứa cháu cao lớn đang hút bát cháo gà soạn xoạt, cảm thấy vô cùng sung sướng. Vậy là nó lo được cho thân nó rồi, tiền nó kiếm được bà sẽ tích cóc để dành làm một món cho nó cưới vợ nghĩ cảnh sắp có cháu dâu mà bà vui mừng đến mức tay cũng run lập cập bà Ngân cầm những đồng tiền thằng hấu đưa thật chặt mắt rưng rưng không cả nghĩ đến ăn uống tuy nhiên khi thấy thằng cháu bưng bát cháu gà lên húp soạn soạt bà lại dựng ra gà khi nhớ lại có mấy con giỏi trong đó cũng đã được nấu chín nhưng vì thằng hấu đang ăn ngon nên bà Ngân chỉ có thể nén cơn buồn nôn sợ thể hiện ra mặt thằng cháu sẽ mất hứng thằng hữu ăn xong trong khi bà ngân vội vã dọn cái ổ rơm để nó ngủ vì nghĩ hôm nay thằng cháu đã đi làm vất vả rồi thì thằng hữu lại đi thẳng ra ngoài cổng không thèm ngoái đầu nhìn bà nó lấy một cái bà ngân thấy vậy liền gọi với theo hữu cháu đi đâu đấy bà ngủ đi không phải lo cho tôi tiếng thằng hấu lọt thòm trong đêm đen rồi chỉ trong một cái chớp mắt chậm chạp thân hình vạm vỡ của nó đã biến mất một cơn gió chợt thổi thốc vào trong nhà bà ngần khiến thân hình gầy gò khẽ rung rinh gió mạnh cũng khiến đất cát bay cả vào trong nồi cháo đã gần hết bà ngần ngồi bên hiên cây đèn dầu leo lét không soi tỏ khuôn mặt đây là lần đầu tiên thằng hấu đi chơi buổi tối nhưng nghĩ lại nó cũng thanh niên rồi Đi chơi là chuyện bình thường Bà phải tập làm quen Với mọi sự thay đổi của nó thôi Nghĩ thông suốt Bà ngần lại khó nhọc đứng lên Đi thu dọn bát đũa Đêm mỗi lúc một khuya Mà chưa thấy thằng Hữu về Bà ngần nó mệt rã người Vì đêm qua gần như thức trắng Nên cũng đành khép hở cánh cửa Chui vào cái ổ rơm ngủ Tuy nhiên bà ngần chẳng chọc mái Mà vẫn không ngủ được Bà đang tự hỏi thằng Hữu đã đi đâu bà tối tăm như này vẫn chưa về Lỡ nó gặp phải chuyện gì không hay thì làm sao mà bà sống nổi Sự lo lắng khiến bà ngần tràn nước mắt Nhưng ngoài khóc ra bà cũng chẳng làm gì được Hai bàn tay nhăn nheo kéo tấm mền rách rưới phủ lên người Một lúc lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ Đang mơ mơ màng màng Đột nhiên bà ngần nghe thấy tiếng soạn xoạt, Giống như tiếng móng tay cào vào cửa Bà ngần hơi rùng mình song không dám ngồi dậy đi kiểm tra chỉ nín thở nghe ngóng cuối cùng bà ngần trở mình thở dài tiếp tục ngủ tiếng soạn soạt lại vang lên còn có tiếng cười khành khạch xen lẫn tiếng khóc mơ mơ hồ hồ nghe không rõ bà ngần giật mình tỉnh dậy trời tối đen như mực bà cổ quạng trong bóng tối mở cửa ra bên ngoài chỉ le nói mấy vệt sáng mỏng tang của mấy ngôi sao thưa thớt trên trời không có ai bà nhìn quanh chắc vừa rồi mơ ngủ dựa theo ánh sao yếu ớt bà đi đến cái ổ rơm của thằng hữu nhưng ổ rơm trống không nó vẫn chưa về khuya thế này nó mới khỏi bệnh đã đi đâu đến giờ chưa về bà ngần lo lắng vô cùng đi ra thềm đứng mắt chăm chú ngóng ra sân Những đêm tĩnh mịch nặng nề không một bóng người thi thoảng xa xa văng vẳng tiếng chó cắn ma Bà ngồi bên hiên nhà, trong bóng đêm tối thấm, kiên nhẫn dõi mắt ra cổng đợi cháu về. Bà ngần giật mình tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong ổ rơm từ lúc nào. Còn thằng Hữu đang ngồi gặm đùi gà giữa nhà. Bà nó vội lập cập dậy, đi đến bên cạnh cháu. Hữu ơi, hôm qua cháu đi đâu mà về khuya thế? Tôi đã bảo bà đừng chờ mà. Nó gắt. Bà Ngân không dám hỏi nữa chỉ cúi đầu Thấy cái đùi gà trên tay thằng cháu thì bà ngạc nhiên lắm Tiền đâu mà cháu mua cả thịt gà thế? Này! Nó thấy cái bát được mấy miếng thịt gà về phía bà Tôi không thích bị hỏi nhiều đâu Nói rồi thằng hữu phủi mông đứng dậy Phủi phủi quần đi ra ngoài Bà Ngân ngây người nhìn bát thịt gà trước mặt Bà đã già nào có nhai được thịt Cháu bà giỏi giang kiếm được tiền mua thịt gà ăn Bà phải mừng cho nó Bà ngần đem thịt đi nấu cháo hút Thằng Hấu vẫn như hôm qua Đi đến tối muộn mới về Thầy cho bà ngần một miếng thịt còn đỏ tươi Bảo bà luộc lên cho nó uống rượu Trời tối đen Bà nó lọ mọ trong bếp Mùi thịt tanh tanh Bà mắt cặp kèm Khói bếp cay xẻ khiến nước mắt trào ra Nấu nướng xong xuôi bà bưng mâm cơm lên cho thằng hữu nó ngồi giữa nhà vừa cắn miếng thịt vừa uống rượu nó ăn nhồm nhòm gần hết miếng thịt thì bỏ lại nhìn bà rồi nói bà ăn đi bà nó nén tiếng thở dài lắc đầu cháu ăn đi bà già rồi ăn uống không bao nhiêu cả lúc trưa bà ăn cháu gà giờ vẫn còn no thằng hữu không nói gì bỏ miếng thịt tướng vào mồm nhồm nhòm nhai rồi tu một hớp rượu to. Nó nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, lau lau tay vào ống quần rồi đứng dậy. Tôi nói rồi, bà đừng đợi tôi. Nói rồi, nó đi thẳng ra ngoài đường, mất hút trong bóng đêm. Vừa lúc đó, bà ngần nghe tiếng gọi, tiếng kêu, tiếng khóc ồn ào vang động. Bà lập cập đi ra sân, phía trong làng có tiếng khóc. Sàng ơi, con ơi ơi con ơi tiếng người kêu khóc mỗi lúc một ồn ào huyên náo đám đông tiến dần ra phía riền làng gần nhà bà cháu thằng hữu bà ngân lúc này nheo nheo mắt cố nhìn cho rõ chẳng mấy chốc đoàn người đã đến gần nhà hai bà cháu bà ngân vội lập cập đi đến hỏi to có chuyện gì thế các cô các bác nhìn thấy bà ngần một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đi đến gần bà cụ trả lời bà thằng hấu đấy à tội nghiệp nhà bác lâm không biết cái thằng cụ còn đi đâu từ sáng đến giờ chưa thấy về Có người nhặt được bộ quần áo toàn máu của nó bên bờ mương chúng tôi đang đi tìm mà không thấy nó đâu bà ngần nghe vậy cũng sững sốt bởi từ trước đến nay làng này chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy kể cả trong làng có một cái giếng được đồn đoán là có ma nằm chỉnh hình ở đầu làng thì cũng chẳng bao giờ có những chuyện như thế này đám đông đã tiến đến chỗ bà bác lầm gái khóc đến khản cả giọng được hai người dìu đi người ta bảo bác ở nhà đợi nhưng bác không chịu nhất quyết muốn đi tìm con bác lầm bảo chiều nay nó xin đi chơi như mọi ngày nên không để ý đến tối không thấy nó về ăn cơm đi tìm thì không thấy đâu lúc nãy có người đi đánh rậm về nhặt được bộ quần áo trẻ con đầy máu thì đi hỏi mọi người bác lâm nhận ra quần áo của con mình nên òa khóc ai nói thế nào cũng không có bình tĩnh lại được khổ nỗi nhà bác lâm hiếm muộn đi chùa triền cầu khắp nơi mới được đứa con giờ nó mà xảy ra chuyện thì hai vợ chồng bác sống làm sao được bà ngân liền thấy thương xót ở nhà cũng chỉ ngồi không đợi thằng dần về nên liền đi theo đoàn người Đèn đốt sáng trưng tìm đứa trẻ Hầu như cả làng Đã đổ ra đi tìm giúp gia đình bác Lâm Người nhà quê là vậy Lúc nào cũng coi trọng tình làng nghĩa xóm Nhưng không hiểu sao Lòng dạ bà Cưa nóng như lửa đốt Hình ảnh nước giếng đỏ lò Lại hiện lên trong tâm trí Cũng có thể do thằng con nhà bác Lâm Cũng chặt tuổi thằng hữu cháu bà Mà giờ thằng hữu vẫn chưa về Nên bà càng lo hơn không biết cháu bà có xảy ra việc gì Hay mất tích như thằng con nhà bác Lâm hay không Để tự chấn an mình Bà Ngân liên tục lẩm nhẩm niệm Phật Cổ chấn tĩnh Đi đến bờ sông Cách nhà bà Ngân không xa Người ta nhìn thấy một vũng máu đỏ thẫm Trong vũng máu nhảy nhùa những mảnh xương thịt nát bấy Bác Lâm gái vừa nhìn thấy cảnh ấy Thì rú lên một tiếng rồi ngất liền Bác Lâm trai cũng lảo đảo đứng không vững Mấy người bên cạnh vội đỡ lấy hai vợ chồng bác Đưa ra chỗ thoáng đáng Tất cả những người có mặt ở đó đều sợ xanh mặt Có người còn nôn mửa Thằng con nhà bác Lâm được tiếng hiền lành Thậm chí còn hiền như cục đất Không biết ai nỡ làm hại nó cơ chứ Không những thế Xác thằng bé còn không toàn thay Bị xe bấy Máu thịt nội tạng nhảy nhụa thành một đống Người lại nhìn thấy còn buồn ruồn chân tay Nói gì đến vợ chồng bác Lâm mấy thanh niên khỏe mạnh vội chạy về làng tìm mảnh vải mảnh chiếu bọc cái xác lại mang trở về nhà máu thấm qua manh chiếu rớt xuống đường khiến tất cả đều kinh hãi không dám nhìn Rồi họ hàng làng xóm mỗi người một tay giúp tìm mua quan tài chuẩn bị đám ma cho thằng con bác lâm chưa xác định là vợ chồng bác bây giờ xem như là chẳng còn sức lực làm gì cả cả làng quê nhỏ bé bỗng ồn ào hẳn đàn ông giúp đỡ công việc phụ nữ ngồi bên an ủi bác lâm thằng bé sang ngoan ngoãn không còn bác lâm trai ngồi thấn thờ bên bậu cửa không nói với ai câu nào bác lâm gái gục đầu vào vai hàng xóm nước mắt rơi không ngừng toàn thân run rẩy ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình bác lúc này có người đi báo quan quan cho người xuống điều tra nhưng không ai biết thằng bé đã đi đâu gặp ai. Lũ trẻ vào buổi chiều chơi xong ai nấy về nhà, chúng vẫn thấy thằng Hòa đi thẳng về nhà, không theo người lạ nào. Quan phủ tra án nên chưa đưa ma ngay được. Suốt mấy ngày sau đó, không khí trong làng vô cùng âm u tăng tóc. Bởi lẽ làng bên cũng vừa phát hiện một cô gái 15 tuổi, xinh đẹp nhất làng bị hại giống y như thằng Sang. Hôm ấy cô gái đi ra đồng đến tối muộn không về. Người nhà lo lắng đi tìm, chỉ thấy thi thể bị chặt nát, máu thịt nhảy nhụa thành một đống ở chân đê, chỗ bụi cỏ vắng vẻ. Quan phủ ra sức tra án nhưng chẳng tìm được chút manh mối nào, vì vậy chỉ có thể ra lệnh giới nghiêm. Tất cả người dân bị hai vụ án đó làm cho vô cùng hoảng sợ. Ai cũng cố gắng đi theo nhóm hai ba người, không ra ngoài lúc trời tối nhưng chỉ có một người vẫn thoải mái đi bất kể giờ giấc dường như những cái chết đó chẳng ảnh hưởng gì đến nó đó là thằng hữu cứ mỗi tối nó lại lẹn ra ngoài bất chấp lệnh cấm mọi người vì sợ hãi nên cũng trốn tiệt trong nhà nên không biết cứ tối lại thằng hữu lại ra ngoài chỉ có mỗi bà ngần biết nhưng thay vì lo lắng bà cũng chẳng nỡ báo quan để người ta đến bắt cháu bà bà ngần lo lắm nhưng chẳng dám cấm đoán thằng hữu ngày xưa nó còn ngờ nghịch Bà còn cấm đoán được chưa giờ nó khỏi bệnh rồi bà có cấm đoán nó cũng chẳng nghe cấm đoán không được bà ngẩn cất giọng dặn dò thằng cháu nhưng lại bị nó mắng lắm mồm nên cuối cùng bà chỉ đành im lặng cảm giác sợ hãi cứ lớn dần lên bà sợ một ngày cũng nhận được cái xác bị chém làm mấy mảnh của cháu mình nhưng có một cảm giác sợ hãi còn lớn hơn thế mà bà ngân còn không dám nghĩ tới song bà lại không thể phủ nhận một sự trùng hợp rằng tất cả những cái chết xảy ra chỉ sau khi bà cho thằng hữu uống cái thứ nước dưới giếng và nó đã khỏi bệnh hoàn toàn bà ngân cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu tự nhủ rằng bà ăn ở phước đức nên trời phật mới thương cháu bà cho nó khỏi bệnh chứ không hề liên quan tới cái giếng kia bà ngân tự biết sự biện hộ này là vô lý song bà cũng chỉ có thể vịn vào đó mà tiếp tục chờ đợi thằng hữu mỗi tối mà thôi cả ngày bà ngần nhốt mình trong nhà tụng kinh cầu phật đêm nay thằng hữu lại bỏ đi đâu không biết tiếng có mõ tụng kinh vọng khắp căn nhà nhỏ nhưng bà ngần lại nghe lẫn trong đó là tiếng cười khành khạch vô cùng man dợ bà ngần cố nhắm mắt lẩm bẩm tụng kinh thì nghe tiếng két két vang lên bên ngoài bà giật mình mở mắt, nghiêng tay cố gắng lắng nghe. Tiếng két két như tiếng móng tay cạo mạnh vào tấm gỗ vang lên trong đêm thanh vắng nghe rợn ra gà. Bà ngần run rẩy đứng dậy, của tay vào góc nhà lấy gậy, lập cập chống gậy đi ra. Bên ngoài, ánh trăng thượng tuần bạc bạc, nhợt nhạt. Bà ngần nhìn xung quanh, không có ai, cũng không nghe thấy tiếng ken két kia nữa. Bà thở dài, toàn quay đầu đi vào nhà thì thấy trên cánh cửa có vệt đen loang lổ bà cúi đầu rồi rồi mắt nương theo ánh trăng mờ mờ nhìn hình như bị cháy sau cánh cửa nhà bà không dưng lại bị cháy thế này bà ngần lập cập đi vào nhà định đốt cây đèn dầu soi cho tỏ thì mới đi được mấy bước tiếng két két như móng tay cào vào gỗ kia lại vang lên bà run lẩy bẩy quay đầu Bà Ngân hét to ngã hồi trên nền đất Ánh trăng nhợt nhạt chiếu lên bóng người cao lớn Bộ quần áo rộng thùng thình bẩn thỉu Tóc tai xóa sợi che nửa khuôn mặt Bà cụ ở ớ hồi lâu mới giật mình kêu lên Hữu, là Hữu à cháu Trước ánh mắt kinh hãi của bà Ngân Thằng Hữu không nói không rằng Mặt nó đen kịt Nhìn chằm chằm vào bà nó một lúc lâu lúc bà lập cập chống tay xuống đất đỉnh đứng dậy thì đột nhiên nó sải bước chân thật rộng đi tới bàn tay to lớn của nó thò ra tôm lấy cánh tay gầy còm của bà cụ tay nó siết chặt bà cụ ú ớ kêu đau lúc này mặt nó chỉ cách mặt bà cỡ hai gang tay dưới ánh trăng vàng bạc bà cụ nhìn rõ mắt nó vàng đỏ tia máu vô cùng hung tợn ồ ơi cháu sao thế Bà ngần nghẹn ngào Sợ hãi không biết cháu mình bị làm sao Nó nhẹ hàm răng nhọn hoát bẩn thỉu Hơi thở hôi thối và thẳng vào mặt bà cụ Rồi nó buông cánh tay bà cụ ra Cánh tay trượt xuống buông thóng bên hông bà Bàn tay thằng khấu túng lấy cổ bà nó Cánh tay siết mạnh Gần trên tay nó nổi lên như những con rắn hoàn mèo Cánh tay bà cụ vẫn buông thõng bên hông Đôi mắt già nua nhìn thằng Hữu để khóe mắt rỉ ra giọt nước mắt ngầu đục Bà cụ lặng lẽ nhắm mắt Đón nhận tử thần đang trộm tới Nơi cổ hỏng nghẹn không thở nổi Bà cảm thấy đầu óc quay cuồng Đầu như có bàn tay đang xé tan từng mảnh trí óc Giọt nước mắt nóng hồi kia chậm chạp lăn xuống Rơi bà bàn tay đang xiết mạnh cận cổ gầy gò của bà cụ Đột nhiên bà ngẩn ngã sóng xoài ra đất bà ho khan dữ dội họ đến mức nước mắt nước mũi giàn rủa. bà ngẩng đầu nhìn chỉ thấy thằng khẩu đang đứng ngẩn ra giữa nhà mặt nó nhìn chằm chằm vào hai bàn tay như nhìn một vật san lạc bà cụ chống tay yếu ớt đứng dậy bà lom khom lê bước chân đến bên thằng khẩu khẽ nắm lấy cánh tay nó hầu ơi bà đây thằng khẩu quay mặt nhìn bà nó Lúc này mắt nó đã hết những tia đỏ hung tợn như vừa nãy Chỉ còn lại một màu đen đờ đẫn, trống rỗng Nó nhìn tay mình rồi lại nhìn cổ bà cụ Môi nó mấp máy hồi lâu mới thốt ra được tiếng Bà, bà Bà ngần gật đầu ôm nó vào lòng giống như lúc bé vẫn ôm nó Vỗ về, dỗ dành nó đi ngủ Lúc ấy bà thường ẩu ơ hát ru nó Nó cuộn tròn trong lòng bà chỉ nghe hết một bài ru là đã ngủ say như con chó con Giờ nó cao lớn gấp đôi bà Bà lưng còng yếu ớt ôm nó mà như bám lấy thân cây to Trong vòng tay của bà Thằng Hữu dần buông thõng hai tay Để mặc bà cụ ôm như thế Tiếng quả kêu ai oán vang lên phía ngoài bờ sông Thằng Hữu đang đứng thẫn thờ giữa nhà Đột nhiên rùng mình một cái dữ dội Nó đẩy bà gần chạy lao ra phía ngoài Bà Ngân bị đẩy ngã trên nền đất lạnh lẽo Cây lưng và xuống đất đau nhói Nhưng không đau bằng lòng bà lúc này Đứa cháu này của bà tại sao khỏi bệnh khù khờ Lại thành ra hung dữ như thế này Bà Ngân lau nước mắt Lần tìm chiếc gậy vừa rồi rơi trên đất Lập cập chống gậy đuổi theo phía bóng thẳng hữu vừa rồi chạy biến đi Bà cụ chân yếu lưng đau Làm sao đi nhanh bằng thằng hữu, khỏe mạnh Nhưng bà cứ lập cập chống gậy đi Bóng dáng nhỏ bé lòng không của bà cụ Bị ánh trăng chiếu xuống Kéo dài trên mặt đất mấp mô Cổ ghề Bà cứ đi như thế Không biết đi đâu Chỉ biết bà phải đi Phải ngăn thằng Hữu lại Bà cũng không biết phải ngăn nó làm gì Chỉ là mở đoán ra chuyện thằng cháu bà Gây ra vô cùng đáng sợ Bà ngần chắc chắn Cũng không biết ngăn bằng cách nào Nhưng nó là cháu bà Đứa cháu bà nuôi mười mấy năm nay hiền lành như củ khoai cục đất sau bây giờ lại bà ngẩn nhớ lại cái đêm bà lén đến giếng ma múc nước giếng về bắt thằng cháu uống nước mắt chợt nhòe đi nếu thằng hữu xảy ra chuyện gì thì tất cả đều là lỗi của bà chính bà chứ không phải ai khác đã đẩy thằng hữu đến nông nỗi này hình ảnh máu thịt be bét nhảy nhụa thân thể bị xé ra làm nhiều mảnh của thằng sang ám ảnh làm bà Ngân cố gắng quên đi cái cảm giác đau xé ở lưng. Bước nhanh hết sức về phía trước, đôi mắt cặp kèm của bà cố mở lớn, dõi nhìn khắp cánh đồng mênh mông, hiu quạnh. Hữu ơi, cháu ở đâu? Hữu ơi! Có lẽ là linh cảm ruột thịt, không biết nó chạy đi đâu mà bà Ngân cuối cùng cũng tìm ra nó. Chỉ có điều, vừa nhìn thấy cảnh ấy mắt bà trợn trừng kinh hãi, ú ớ không thốt nổi thành lời Chân bà tê cứng nặng chiếu như đeo đá tạng Không thể nhúc nhích Chỉ có đôi mắt trợn trừng Nhìn rõ tất cả mọi chuyện trước mặt Bên ngồi mộ mới chôn Thằng khấu ngồi đó Trên tay cầm một cánh tay khác Đang chảy máu ròng ròng Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc Miệng nó cũng nhéo ra dòng máu đỏ thấm Mắt nó đục ngầu, điên cuồng Ngôi mộ đất này mới đắp sáng nay làm mộ của thằng sang quan phủ điều tra mấy ngày trời không tìm được hung thủ nên cho người nhà nạn nhân đem đứa trẻ đi chôn mới sáng nay bà ngân còn đưa tiến thằng bé một đoạn cuối cùng vậy mà giờ đây mảnh đất đã bị bới tung lên cái quan tài gỗ tạp nhỏ đã bị cậy nắp xác thằng bé sang không lành lặn phơi ra dưới ánh trăng nhợt nhạt mặt nó mở trợn trừng dường như vô cùng kinh hãi ngổn ngang bên cạnh thằng hữu là một xác người máu me be bét đôi mắt cũng trợn trừng kinh hãi y như mắt thằng sang người đó độ ngoài 40 một cánh tay đã bị thằng hữu chặt đứt lìa đang nhồm nhòm gặm bà Ngân run lẩy bẩy không biết phải làm sao thằng hữu đang nhồm nhòm gặm cánh tay người thì đột nhiên rụng mình một cái đã lăn ra đất bất tỉnh bà Ngân thấy vậy lập cập đi đến nơi nhưng không dám chạm vào đứa cháu ruột thịt đứa cháu bà đã nuôi bao nhiêu năm Chiếc vòng gỗ sức cụ cho bà mấy hôm trước đột nhiên phát ra ánh sáng lấp lánh Những chữ nôm khắc trên đó sáng đến chói mắt Thằng hữu liên tục co giật Người nó dính đầy máu và đất Bà cụ tháo chiếc vòng gỗ đặt lên người thằng hữu rồi vội vã chống gậy bước đi Cánh cửa gỗ nhà bà Huê bị đập mạnh khiến bà Huê giật mình tỉnh dậy Bà lom khom đứng dậy ra mở cửa Vừa thấy bà Ngân đứng trước cửa Khuôn mặt tái nhợt đến không còn giọt máu Liền làm bà giật mình Vội kéo bà Ngân vào bên trong Bà Huê nhìn xung quanh bốn phương tám hướng Chắc mầm không có ai đi theo bà Ngân Thì mới đóng cửa lại Bà Huê vừa trở vào Bà Ngân đã túm lấy tay bà Huê Nước mắt giàn rụa Bà Huê ơi Có chuyện lớn rồi Thằng hữu cháu tôi nó 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 ăn thịt người à Câu nói của bà Huê vừa dứt, toàn thân bà Ngân đã cứng đơ. Hai đôi mắt nhăn nheo của bà Ngân nhìn chằm chằm bà Huê. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sao, sao bà biết? Bà Ngân hỏi. Tôi đoán. Bà Huê nhắm mắt nhìn bà Ngân. Từ những việc bà kể trước đó, thêm mấy ngày nay liên tục có người chết một cách dã man như bị xé thịt nên tôi đoán ra được bà ngân nghe bà huê nói không sót một từ nào càng nghe càng cảm thấy sợ hãi hai hàm răng lập khập va vào nhau muốn nói gì đó nhưng âm thanh phát ra lại không rõ ràng cuối cùng bà huê đành phải lên tiếng trước chuyện này một phần lỗi cũng là ở tôi vì trước đó đã không cho bà lời khuyên rõ ràng chính vì vậy tôi sẽ giúp bà nghe bà huê nói vậy bà ngân mới dần bình tĩnh lại Bà ngước nhìn người bạn già mơ hồ hỏi Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Bà phải giúp thằng hữu nhà tôi Nó không có tội tình gì cả Tất cả đều là lỗi của bà già này Bà Ngân khóc nấc lên khiến bà Huê cũng khó xử đoạn nói Tôi cũng chưa biết phải làm thế nào Nhưng trước mắt bà cứ dẫn tôi Tới chỗ của thằng hữu xem sao đã Bà Ngân gật gật dẫn đường cho bà Huê tới chỗ thằng hữu Vừa nhìn thấy tình trạng của thằng Hữu Bà Huê đã lạnh cả người Bất giác lùi lại Đầu lắc ngoài ngoài Hổ này chắc tôi chịu thôi Nhưng sau đó bà Huê chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với bà Ngân Mà bà, bà còn nhớ cái chùa Và bà đã xin cái vòng này không Tôi nghĩ sự trụ trì ở đó sẽ giúp được bà đấy Bà Ngân nhìn chiếc vòng đeo ở tay Lại nhớ lại đêm đầu tiên bà phát hiện thằng Hữu ăn thịt người ở nghĩa địa khi nhìn thấy cái phòng phát sáng thằng cháu bà đã lăn đùng ra ngất giờ lại nghe bà huê nói vậy bà ngân chẳng ngần ngại mà đi ngay ngôi chùa không cách xa ngôi làng mấy song khi tìm được đến nơi bà ngân cũng hết sức một chú tiểu ra mở cửa cho bà bà còn chưa kịp nói gì chú tiểu đã ngay lập tức đưa bà đến gặp trụ trì lại đến lượt trụ trì chẳng cần hỏi han gì đã yêu cầu bà ngân dẫn đường Bà Ngân mặc dù rất mệt song vẫn lập cập đi trước Chuyện là hôm trước bà Ngân cảm thấy vô cùng lo lắng Hoảng sợ, bất an Nên đã lên chùa đọc kinh Bà tìm sư cụ trong chùa kể lại chuyện Có người khách làm mặt giúp thằng Đần hết ngờ nghịch Sư cụ hỏi bà từ hôm đó có sự gì lạ không Bà không dám nghĩ Không dám nói ra suy đoán đáng sợ trong lòng mình Nên chỉ dám kể chuyện thằng Hữu đi suốt ngày đêm Không rõ đi đâu, cũng mang tiền và đồ ăn về. Nhưng tính nó thay đổi hoàn toàn, giống y như người khác vậy, hung dữ và khó gần hơn. Sư cụ đã cùng bà về nhà tìm thằng Hữu, nhưng đợi mãi nó không về. Sư cụ đi khắp căn nhà lá, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tháo chiếc vòng cổ, vẫn đeo trên tay xuống đưa cho bà. Nói nhớ đeo chiếc vòng này sẽ có lúc hữu dụng nhờ chiếc vòng đó mà vừa rồi thằng hữu mới có một chút tỉnh táo không bóp chết bà nó cũng nhờ chiếc vòng mà nó bị ngất bên mộ thằng sang sư cụ đang ngồi thiền cảm ứng được sự lạ vội khoác áo chạy ra ngoài thì thấy bà ngân đứng trước cổng chùa ba người sư cụ bà ngân và chú tiểu vội vã đi đến mộ thằng bé sang thằng hữu vẫn nằm đó ung dung ăn thịt người Sư cụ ra hiệu cho bà cụ đưa chiếc vòng cho mình rồi bảo bà lùi về phía sau Bà ngần run lẩy bẩy làm theo, không dám nói gì Sư chủ trì cầm chiếc vòng đi đến trước mắt thằng khấu Lúc này thằng khấu dừng gặm thịt người, ngước mắt lên nhìn sư cụ Nhưng ngay lập tức đã hét lên kinh hãi Những chữ khắc trên chiếc vòng gỗ vẫn tỏa ánh sáng chói mắt Ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự sư chủ trì sai chú tiểu trói chặt thằng hữu lại ba người dùng hết sức mới kéo được nó về chùa bà ngân lại tất tả chạy theo cả người bà dở như người đi mượn thân xác giã rời xong nghĩ tới việc thằng cháu sau vụ này mở trở lại bình thường bà lại cố gan lì mà bước tiếp lúc thằng hữu tỉnh lại nó thấy mình đang bị trói cứng ở cây cột gỗ trong chùa trước mặt là sư cụ đang tụng kinh gõ mõ Chú Tiểu và bà nó quỳ ở phía sau Mỗi tiếng mõ vang lên Đầu nó đau như búa bổ Toàn thân lúc nóng lúc lạnh vô cùng khó chịu Chán nó toát đầy mồ hôi Thằng hấu rít lên Rú như một con vật bị đánh đập Nhưng tiếng rú của nó bị ngắt ngang Vì cảm giác đau đớn Nóng lạnh ập đến Nó há miệng mà không kêu nổi thành tiếng Giải rớt nhỏ lòng thòng xuống ngực Hai mắt nó trắng dã trợn trừng như vậy cả canh giờ Toàn thân thằng hữu rã rời Đột nhiên nó chu dài một tiếng Rồi cuộc đầu xuống trước ngực Từ đỉnh đầu nó chập chờn thoát ra một luồng khói trắng Sự cụ miệng vẫn tụng kinh Tay phải gõ mõ Tay trái vung một cái chẳng hạt bay ra cuốn quanh luồng khói trắng Đang chuẩn bị tiêu tan kia chẳng hạt rung động kịch liệt Tay sự cụ gõ mõ càng nhanh Kinh văn đọc cũng nhanh đến mức Chú Tiểu và bà thằng hữu ngồi bên không kịp nghe rõ bất cứ chữ nào. Chẳng hạt rung lắc một hồi lâu thì dừng lại, luồng khói trắng dần ngưng động thành một hình dáng. Bà cụ vừa nhìn thấy hình dáng đó thì run rẩy chỉ chỉ tay. Đó, đó, đó là... Bà Ngân không nhận ra hình dạng đó là ai, ú ớ không nên lời. Lúc này, sư trụ trì mới lên tiếng quát. Ma quỷ ở đâu mà dám tới đây? Chẳng hạt siết chặt bóng ma rên lên đau đớn từ hốc mắt của nó chảy ra hai dòng máu đỏ tươi nó đang khóc rồi nó nói rõ sự tình bằng thứ giọng âm u như từ địa ngục vọng lên câu hỏi của sư chủ trì vừa dứt một chàng cười khành khạch đã vang lên cười một lúc vòng hồn kia lại bắt đầu khóc bà ngần nghe ra rõ ràng đó là tiếng của một người phụ nữ hồn ma này có tên là thơm người ở làng khác nhưng lại đem lòng yêu một người con trai của làng này tình yêu bị cấm đoán cả hai người rủ nhau tự tử bằng cách nhảy xuống dưới giếng làng tuy nhiên thơm sau khi nhảy xuống giếng mất mạng mới nhận ra người yêu vẫn còn đứng trên miệng giếng chưa nhảy chính vì vậy sau khi trở thành một hồn ma cô ta đã quay trở về trả thù người yêu thơm dẫn dụ người yêu đến cái giếng bắt anh ta nhảy xuống Người làng ai cũng ngỡ anh ta chết rồi nên đem đi chôn Nhưng không phải vậy Người yêu của Thơm chưa chết hẳn Nên khi bị chôn mấy canh giờ thì mơ màng tỉnh lại Lúc đó anh ta vô cùng hoảng sợ ra sức cào đấm vào quan tài Nhưng quan tài đóng đinh rất chặt Anh ta cào thét cào đấm thế nào cũng không lay chuyển được Chẳng mấy chốc anh ta đã đuối sức Hết không khí để thở Anh ta cố lấy tay cào vào nắp quan tài những tiếng két két mà bà thằng Đần nghe được Chính là âm thanh cuối cùng anh ta tạo ra trên đời này khi còn sống Đến khi sức cùng lực kiệt Toàn thân lạ đi không còn chút sức lực Cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay Ngoài đầu óc vẫn mơ màng còn sót chút ý thức Thì nắp quan tài đột nhiên bật mở Anh ta cố hít từng chút từng chút không khí Muốn mở mắt, muốn động đậy tay chân nhưng toàn thân nặng trĩu không nhúc nhích được vừa lúc ấy anh ta thấy cảm giác đau xé tâm can trên cổ mình rồi hồn anh ta lìa khỏi xác nhìn thấy rõ ràng đầu mình đã bị người ta chặt đứt là một tên trộm hắn định được ngôi mộ người bị chết do xét đánh này không có người canh giữ nên nửa đêm canh ba đã lén đào mộ trộm đầu xác chết về cúng tế để đi ăn trộm tên trộm lấp đất lại như cũ rồi xách kết đầu về nhà hắn ta đặt cái đầu lên ban thờ khói hương nghi ngút bên cạnh còn có cặp nến đỏ lập lòe tên trộm yểm cái đầu và linh hồn của anh ta thành công cụ giúp hắn đi kiếm ăn mỗi khi muốn ăn trộm ở đâu hắn sẽ thắp hương khấn khứa sai bảo linh hồn của anh ta đi tìm hiểu nơi đó trước đảm bảo nhà đó vừa lắm tiền vừa mất cảnh giác tối đêm hôm đó tên trộm xách túi đào tường khoét ngạch vào nhà người ta ăn trộm hồn ma của anh ta rất oán hận tên trộm nhưng đã bị hắn yểm không thể thoát ra may mắn mấy tháng trước tên trộm uống rượu say ngã xuống sông chết đuối vậy là hồn anh ta được giải thoát bay vất vưởng khắp nơi trở thành một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa vốn dĩ kết cục đó đã làm hài lòng thơm song không phải sau khi người yêu chết nỗi hận của cô chuyển sang tất cả người dân làng này từ đời này sang đời khác vì chính họ đã cấm đoán tình yêu của hai người Nên mới dẫn đến kết cục này Thế rồi vào ngày trăng tròn hàng tháng Cô đều rủ một người Đến giếng và dìm chết khiến cái giếng mới biến thành màu đỏ Mỗi khi trăng tròn Tuy nhiên lâu dần dân làng phát hiện ra sự lạ Mới bảo nhau không bén mạng tới gần cái giếng nữa Còn thuê thêm một thầy pháp đến chấn yểm. Từ lúc đó thơm không giết thêm được người nào nên vô cùng căm phẫn cuộc sống cơ thể tiếp diễn trôi qua cho đến một buổi tối chính là buổi tối mà bà ngân đã đến chiếc giếng ma để lấy nước với hy vọng chữa khỏi bệnh cho cháu nhân cơ hội đó theo dòng nước ma về nhà bà ngân sau khi bà ngân ép thằng hữu uống nước giếng thì linh hồn của thơm cũng đương nhiên nhập vào người thằng hữu từ đó điều khiển thằng hữu giết người cho nó thỏa mãn cái cơn khát máu bấy lâu trong thân xác mới, hồn ma đã dụ thằng bé sang. Vốn ngày thường vẫn cùng chơi trò úp lá khoai với cả thằng hữu ra đồng vắng. Nó đã xé xác uống máu thằng bé, rồi cả cô gái ở làng bên cũng là nó giết. Nó oán hận loài người nên muốn trả thù. Đặc biệt là tối nay, lúc bỏ chạy khỏi nhà, nó nhìn thấy một người đàn ông đang đào mộ thằng bé sang. Người ta nói, ngoài người chết là do bị xét đánh thì xác trẻ con trinh nữ cũng có những tác dụng nhất định với bọn trộm kẻ đào mộ thằng bé sang là một tên trộm hắn đang chặt đầu đứa bé để mang về nhà yểm hồn ma thấy thế thì vô cùng giận dữ oán hận nó đã lao vào bóp cổ tên trộm rồi dùng dao của chính tên trộm chặt tay hắn lúc đó nó chỉ cảm thấy máu thịt con người rất ngon có thể giúp nó khỏe mạnh hơn dưới ánh nắng mặt trời khi nó đang ăn thịt tên trộm thì bà ngẩn đến chính chiếc vòng gỗ trên tay bà khiến nó choáng váng rồi ngất lịm đi hồn ma bị trói trong chiếc chàng hạt bằng gỗ của sư cụ không ngừng vùng vẫy đòi thoát ra trên mặt nó nhòe nhạt máu chảy xuống từ hai hốc mắt trời nổi lên những trận gió u u lạnh lẽo sư cụ nhắm mắt tụng kinh siêu độ mỗi câu kinh càng khiến hồn ma điên cuồng vùng vẫy chàng hạt căng ra như muốn đứt những hạt gỗ va vào nhau tạo thành tiếng cồng cộc Cộng cộng Thẳng khấu hai mắt vẫn nhắm nghiền cục đầu trên ngực Hồn ma điên cuồng vùng vẫy Ra sức trốn khỏi chàng hạt Bà ngần nhìn hàng mày bạc trắng của sư cổ nhíu chặt Tôi lại nhìn chàng hạt đang căng ra như muốn đứt Nước mắt đục ngầu rơi lã chã Trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn Bà ngần chống tay, lòng khom đứng dậy Chàng hạt càng ngày càng rung lắc dữ dội Sư cổ gương mặt đỏ bừng lông mày nhíu chặt tiếng tụng niệm vang lên không ngừng ẩm một tiếng chẳng hạt đứt tung làn khói trắng đục vô cùng mở ảo thoát ra bay thẳng đến thằng hữu vừa lúc này bà ngân chạy tới ôm chầm lấy cháu hồn ma suy yếu tột cùng đụng phải người bà ngân dù sức khỏe yếu ớt nhưng hồn vía bà đầy đủ không bị thiếu một vía như thằng hữu lại không có sự cho phép của linh hồn nắm giữ thể xác đó nên hồn ma bật văng ra làn khói yếu ớt mỏng manh tan dần từng chút một một tiếng rú thê lương man dợ kéo dài trong đêm yên tĩnh rúng động cả mảnh trăng khuyết chênh trách phía trời tây bà ngần ôm chặt lấy chó hai mắt bà mở gần những ngón tay nhanh nheo xoa xoa mái tóc rối bù xù của nó bà mấp máy môi muốn gọi tên thằng hữu nhưng chỉ có dòng máu đen xỉ nhễu ra khỏi miệng bà mỉm cười nụ cười móng mém hiền từ của người bà dành cho đứa cháu duy nhất Rồi bà nằm cục xuống Nhưng gương mặt an nhiên yên ổn Bởi bà biết Cháu bà đã trở lại Dù nó ngờ nghệch ngốc nghếch Nhưng đó là cháu bà Thằng hữu của bà Chú Tiểu đớn lấy bà cụ Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo Sự cụ ho khan mấy tiếng Rồi đi đến bên Lặng lẽ thở dài Thơm đã hồn phi phách tán Không thể siêu sinh cũng không còn là oán hồn tràn đầy thù hận nữa bà ngần đã chết vì bảo vệ cháu tất cả đều là số mạng của mỗi người sư cụ đọc một bài kinh cầu siêu cho bà ngần linh hồn bà thoát khỏi thể xác nhìn sư cụ bằng ánh mắt gửi gắm rồi từ từ tan biến vào cõi luân hồi thằng hấu được sư cụ giữ lại chùa ngày ngày quét sân đọc kinh phật theo chú tiểu nó ngờ nghịch nhưng học kinh phật lại sáng dạ chẳng mấy mà đã có thể tụng niệm được vài bài kinh ngắn ngắn. Một buổi chiều đứng dưới ánh tà sương đỏ rực, thằng hữu giờ đã là một chú tiểu, ngẩn ngơ nhìn bông hoa đại rơi dưới sân. Đột nhiên nó nhớ đến bà nội, nó khẽ gọi. Ba, âm thanh mỏng như cánh ve tan theo gió, bay đi. Sau đó chiếc giếng cũng bị lấp, lần này không còn xảy ra sự cố gì nữa ai cũng biết rằng vòng hồn của thơm đã không còn ở đó nữa nhưng vì để chuộc lỗi cho tổ tiên người dân làng hàng tháng vào ngày trăng tròn vẫn đem nhang ra vị trí đó mà thắp hy vọng hương hồn thơm sớm đầu thai không còn quấy nhiều người làng nữa xóm làng trở lại bình yên những vụ giết người kỳ lạ cũng không xuất hiện nữa cho đến một ngày đó là vào ngày trăng tròn lần này đến phiên nhà bác lâm đem nhang ra vị trí cái giếng đã bị lấp để thắp cho thơm. Tuy nhiên, khi bác Lâm đi đến gần thì đã vội ngã ngửa. Toàn thân run lẩy bẩy, mắt trợn trừng, nhìn phía trước khi cây giếng đã lại xuất hiện ở đó, như chưa hề bị lấp đi bao giờ. Bác Lâm sợ hãi đến mức đái cả ra quần, dùng chút ý thức cuối cùng của mình chạy đi hô hoán mọi người. Thông tin của bác Lâm khiến tất cả mọi người đều thất kinh hồn vía, chạy vội ra xem Xong khi đến nơi lại chẳng thấy cái giếng đâu cả Mà chỉ có một mô đất trồi lên mà thôi Mọi người cho rằng đêm tối nên bác Lâm đã nhìn gà hóa quốc Đồng loạt bỏ về Tuy nhiên khi mọi người quay đi cả rồi Cái giếng ma lại xuất hiện trước mặt bác Biết con nói mọi người cũng không tin mình nữa Nên trong đêm tối Bác Lâm một mình mò lên chùa Ra sức khó cửa Người mở cửa cho bác chính là thằng Hữu Thằng Hấu nhìn bác Lâm nhếch miệng cười vui vẻ Hai mắt nó sáng trong chứ không ngờ nghịch như lúc trước Tuy nhiên Vì sợ quá nên bác Lâm không để ý Chạy vội vào trong tìm sư chủ trì Thằng Hấu lúc này Mới từ từ đóng cửa làng Ánh mắt nhìn thấu vào màn đêm Đỏ ngỏ Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.